Trần Mộc gật đầu, so với các đối thủ đã gặp trong kỳ thi điện này, liễu mộ thiên được là người kiên cường nhất. Trần Mộc không nói thêm gì nữa, kiếm trong tay hắn tản ra ý lạnh thấu xương ngay sau đó, hắn không do dự nữa, cả người xông tới. Sát ý khuếch tán ra ngoài. Dừng tay, ngay lúc đó, trong lòng tất cả mọi người đều kinh hãi, mặt thiên điện chủ đỏ bừng lên, hắn nhảy vò xuống, hình như là định ngăn cản ý định này. Nhưng mà Trần Mộc đã chuẩn bị từ sữa, sức mạnh ấn thần phóng thích, cơ thể hắn biến mất ngay lập tức, đột nhiên một chiêu kiếm quét ngang qua. Nhưng mà, kiếm của Trần Mộc còn chưa kịp rơi xuống cổ Liễu Mộ Thiên thì một ý lạnh bỗng bắn ra. Kem một tiếng, chặn đứng mũi kiếm của Trần Mộc. Tất cả mọi người trên khán đài đều lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nhìn về phía phát ra tia sáng lạnh lẽo kia không biết từ bao giờ. Một người đàn ông trung niên mặc áo xanh đã xuất hiện trên đầu bọn họ, giữa ngón tay còn ngưng tụ một luồng linh lực sắc bén. Tông, Tông chủ, Hàn Giang tuyết run lên trong lòng lẩm bẩm. Trình Vũ Hiên, Hạ Chỉ Lan và những đệ tử linh điện khác đều ôm vẻ mặt nặng nề bọn họ không ngờ rằng, tông chủ Linh Tiêu Tông lúc nào cũng thờ ơ lại ra tay can thiệp. Gương mặt già nua của Đông Phương Dịch cũng lộ vẻ ngạc nhiên trong ấn tượng của hắn ta, tông chủ là người rất lạnh nhạt, không biết bao nhiêu người đã chết trong thi điện, nhưng hắn ta chưa bao giờ nhíu mày dù chỉ một cái lần này hắn ta lại can thiệp ư? Trên đống đổ nát, khói bụi cuồn cuộn thân hình của trần mộc bị đẩy lui về sau mấy nước nhận thấy trên không trung xuất hiện một bóng người hắn ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng nghiêm nghị kia sau đấy nét mặt trần mộc hiện lên vẻ nặng nề trầm giọng hỏi tại sao lại vậy ta vẫn luôn tuân thủ theo quy tắc chưa bao giờ vi phạm môn quy tông chủ làm vậy là có ý gì to gan một đệ tử nội môn nhỏ bé như ngươi dám nói chuyện với tông chủ như vậy sao ai cho ngươi gan đó hai gã trưởng lão luôn đi theo tông chủ lập tức quát lên tông chủ phất tay các ngươi đi xuống đi hai gã trưởng lão kia nhìn trần mộc với vẻ mặt ác độc sau đó lui ra sau tông chủ lại nhìn về phía trần mộc nói trận thi điện này kết thúc ở đây thôi danh hiệu đệ nhất thuộc về ngươi trận này ngươi thắng rồi trần mộc nhíu mày vẻ mặt không được đẹp cho lắm ý của tông chủ linh tiêu tông chính là muốn hắn tha mạng cho liễu mộ thiên đứng đầu cái mẹ gì chứ hắn chẳng hề hứng thú với cái hiệu này chút nào trong trận của hạ chỉ lan hắn đã nói sẽ khiến liễu mộ thiên phải chết. Nhận thấy vẻ mặt của hắn, tông chủ lên tiếng, dù sao liễu mộ thiên cũng là một trong ba đệ tử đứng đầu thiên điện. Thực lực đạt đến tầng ba cảnh giới thần tàng, lĩnh ngộ được kiếm ý, rớt đi thì hơi tiếc. Sau đó, hắn ta búng tay, một bóng sáng lao vụt về phía Trần Mộc. Trần Mộc lập tức giơ tay nhận lấy, khi thứ rơi vào tay, hắn nhìn thấy một chiếc lệnh bài cổ xưa. Chiếc lệnh bài này chỉ to bằng lòng bàn tay, được đúc thành từ phỉ thúy hoa văn trên thân nó vô cùng tính xảo, đẹp như sao trời, hoàn mỹ không tỉ vết. Nhìn những hoa văn sao trời tuyệt đẹp kia, tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ. Đây là chìa khóa của tứ tượng tinh tú môn ư. Trong quá khứ được danh hiệu đệ nhất làm gì có phần thưởng này. Tiếng bàn tán mang theo chút khát khao và tham lam vang lên. Dù là hàn giang tuyết hay điện chủ thiên điện cũng bất ngờ, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Thường thì người ta chiến đấu vì điện của mình trong thi điện, nếu điện mình thắng, sẽ nhận được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, thua thì tài nguyên của điện sẽ ít đi. Đó là ý nghĩa tồn tại của thi điện ngoài việc này ra, dù ngươi có đạt hạng nhất cũng không có phần thưởng đặc biệt nào khác. Thế nhưng lần này tông chủ lại lấy ra chìa khóa của Tứ Tượng Tinh Tú Môn. Nơi này chỉ có đệ tử thân truyền mới có tư cách bước vào thôi. Hai tầng kiếm ý của ngươi tuy mạnh, nhưng cảnh giới quá thấp, bước vào Tứ Tượng Tinh Tú Môn tu luyện sẽ giúp ngươi đề cao cảnh giới trong thời gian ngắn cái này coi như bồi thường cho ngươi đi tông chủ thản nhiên nói trần mộc trầm ngâm một lát sau đó nhìn thoáng qua liễu mộ thiên liễu mộ thiên lúc này đã chẳng còn cảm giác gì nữa chỉ nghe theo sắp xếp của tông chủ thôi cứ vậy đi trần mộc nắm lấy chìa khóa của tứ tượng tinh tú môn không dây dưa nữa lấy thực lực hiện tại của hắn đi đấm nhau với tông chủ ư hắn không bị thiểu năng huống hồ tông chủ còn đưa ra thêm lợi ích cho hắn hắn cũng nương theo đó xuống đài Tông chủ, trước đây đạt hàng đầu trong thi điện không hề có phần thưởng đó giờ ngài lại đưa ra, có phải không được thỏa đáng lắm không? Điện chủ Thiên Điện đứng dậy chắp tay, vội vàng lên tiếng. Đệ tử Thiên Điện bọn họ trước đây từng về nhất trong kỳ thi điện không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ được thưởng phong phú như thế, điều này khiến hắn ta vô cùng bất mãn. Ngươi đang dạy ta làm việc ư? Tông chủ mắt lại, đột nhiên nhìn thẳng vào hắn ta. Vẻ mặt điện chủ Thiên Điện cứng đờ, vội vàng cười xấu hổ, "Không, không có gì." Hừ, tông chủ hừ lạnh một tiếng, vung tay áo bỏ đi. Cùng lúc đó, một âm thanh vang vọng khắp đất trời, thi điện kết thúc, linh điện đứng đầu. Ồ, giờ khác này, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Thắng rồi, linh điện đứng đầu, linh điện đứng đầu đó. Tuyệt. Nghe thấy tông chủ tuyên bố Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan kích động nhảy lên hai nàng sung sướng ôm chặt lấy nhau, tay chân hô lên loạn xạ như điên. Có điều, hai người họ vẫn chưa điên nhất, điên nhất phải là hàn giang tuyết vẻ mặt nàng ta vô cùng hớn hở túm chặt lấy trần mộc lắc lư liên tục sau đó còn mổ liên tục lên mặt hắn như chim gõ kiến tỷ đây yêu cương chớt mất trần mộc chỉ một thoáng sau trên mặt trần mộc đã có thêm vài vệt đỏ mình bị heo đụng rồi trần mộc rơi lệ trong lòng các đệ tử linh điện khác cũng sôi trào tiếng hoan hô nhảy nhót vang lên khắp nơi linh điện đứng đầu không biết bao nhiêu năm rồi lần nào linh điện cũng về bét đây là lần đầu tiên bọn họ bước chân vào hàng ngũ số 1. Toàn bộ quảng trường đều nhớ về trận chiến chấn động ban nãy dù mới chỉ đến tầng thứ tư cảnh giới thông thiên, Trần Mộc vẫn lao thẳng lên tầng 9, đánh bại liễu mộ thiên tầng thứ ba cảnh giới thần thàng. Hai tầng kiếm ý, đây là người mạnh nhất trong giới kiếm đạo ở Linh Tiêu Tông đúng không? Linh Điện năm nay cuột khởi rồi. Mà nó, lần đầu tiên ông đây được xem một trận đã mắt như thế đó, kiếm đạo tông sư chiến đấu với kiếm đạo tông sư, cuối cùng lại để tên nhóc tầng thứ tư cảnh giới thông thiên chiến thắng bên phía địa điện và anh điện các đệ tử cũng sôi trào vào lúc này khi bọn họ nhìn vào bóng thiếu niên đang đứng bên linh điện kia trong mắt đều có thêm nét kính sợ nếu trước đây trần mộc khiến hắn ta cảm thấy đây chỉ là một đệ tử mới vậy hắn lúc này bằng một trận đánh với liễu mộ thiên đã thực sự nổi danh hơn nữa còn bước chân vào hàng ngũ nhân vật phong vân trong linh tiêu tông phong vu mộc nhìn lão già thối anh điện bực mình nói đều tại ngươi cả má nhà nó, nếu lúc trước chúng ta mời Trần Mộc về anh điện thì tốt biết bao. Giờ có phải người về nhất là chúng ta không? Phong vu Mộc tức phát điên, lúc trước hắn ta còn đến Ninh Quốc giúp Trần Mộc rời đi, chính là vì khiến Trần Mộc gia nhập Linh Tiêu Tông. Mà đúng là Trần Mộc gia nhập Linh Tiêu Tông thật, nhưng lão già anh điện lại không muốn nhận, đúng là khiến hắn ta phát điên. Nếu khi ấy lão già kia chịu chìa tay ra, tất nhiên Trần Mộc sẽ gia nhập vào anh điện rồi. Tất cả đều tại lão già anh điện gây ra mà. Lão nhân xoa xoa cái đầu chọc lóc của mình, vẻ mặt khó hiểu hiếm khi hắn không tìm được lời nào phản bác lời của Phong Vu Mộc. Bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng không nghĩ ra được tại sao một tên phế vật linh căn ngũ hành lại có thể trưởng thành từng bước. Đạt đến trình độ lĩnh ngộ được hai tầng kiếm ý như ngày hôm nay, đúng là không thể tin nổi. Không ngờ Linh Điện lại thu nhận một tên nhóc nghịch thiên như thế. Điện chủ Điện Điện cười nhẹ, nhìn thiếu niên đã trở thành tấm gương cho mọi người nhìn lên kia, cảm xúc trong lòng có chút phức tạp. Nếu khi trước hắn nhận Trần Mộc, có lẽ người được trầm trồ hâm mộ bây giờ là địa điện của hắn ta. Thế nhưng vận mệnh không cho phép, tất cả đều do trời xui đất khiến, hắn có hối hận cũng chẳng ích gì. Ta tin chuyện này mới chỉ bắt đầu thôi, bước chân của hắn sẽ không chỉ dừng ở đây đâu." Hạ Phi Vũ cười nói. Chợt hắn ta siết chặt tay, nhìn chằm chằm vào Trần Mộc thấy Trần Mộc có thành tích kinh người như thế, khát vọng mạnh lên trong hắn ta cũng bùng cháy, hắn ta biết bản thân không thể đuổi kịp tốc độ trưởng thành của Trần Mộc nhưng hắn ta sẽ không để khoảng cách giữa hai người quá lớn so với dáng vẻ kích động như điên của đệ tử linh điện đệ tử thiên điện lại âm trầm vẻ mặt cực kỳ khó coi sau khi trần mộc chiến thắng thi điện cũng chính thức kết thúc mà tất cả chi tiết liên quan đến trận thi điện này cũng được lan truyền trong cả tông vô cùng chấn động thậm chí suốt nửa tháng sau đó trong tông môn vẫn liên tục bàn luyện về chuyện này trận thi điện này phải dùng từ chấn động lòng người mới có thể hình dung được trên thi điện xuất hiện vô số hắc mã liễu mộ thiên võ hùng long đằng hải của thiên điện hạ phi vũ giang hạo của điện điện chu thịnh phong vu mộc của anh điện hạ chỉ lan trình vũ hiên trần mộc của linh điện những con đại hắc mã này đều tỏa sáng rực rỡ trong thi điện thể hiện tư chất thiên tài mà tất cả mọi người đều hiểu rõ con hắc mã lớn nhất trong cuộc so tài này chính là trần mộc lấy thực lực cảnh giới thông thiên từng bước tiến vào vị trí bốn người đứng đầu giải quyết nguy cơ tồn vong của linh điện sau đó lại lấy thân phận kiếm đạo tông sư đánh bại long đằng hải võ hùng những đệ tử mạnh của thiên điện cuối cùng còn dùng kiếm đạo song trọng kiếm ý khủng bố đánh bại liễu mộ thiên cảnh tượng chiến đấu đó đến giờ vẫn còn rõ mồn một trước mắt các đệ tử lĩnh ngộ song trọng kiếm ý đây thực sự là chấn động lớn đối với mọi người bởi vì phóng tầm mắt nhìn khắp tất cả nam châu mặc dù có vô số thiên tài kiếm đạo nhưng bọn họ chưa bao giờ nghe nói ai có thể lĩnh ngộ được song trọng kiếm ý cả đến liễu mộ thiên đã là cường giả cảnh giới thần tàng tầng thứ ba kiếm ý đại thành mà vẫn bại trận hiện tại danh tiếng của Trần Mộc trong tông môn đã tăng vọt, tất cả mọi người đều không dám khinh thường vì đối phương chỉ là một đệ tử mới nữa. Trong lúc tông môn đang sôi trào, bên trong linh điện, Hàn Giang Tuyết lại đích thân xuống bếp làm một bàn thức ăn, sắc hương vị đều đủ. Đám người Trần Mộc, Hạ Chỉ Lan, Trình Vũ Hiên ngồi trước bàn cơm. Thi điện năm nay là lúc lão nương nở mày nở mặt nhất. Đệ nhất, ha ha, lão nương chưa bao giờ được hưởng thụ danh hiệu đệ nhất cả, hóa ra đứng đầu lại là chuyện sướng thế này hôm nay vui, phải uống cho đã. Hàn Giang Tuyết uống mấy hớp rượu, gương mặt trắng nõn tinh xảo vui mừng hớn hở. Lúc đầu có thể chen chân vào bốn vị trí đầu tiên, Hàn Giang Tuyết đã rất vui rồi, nhưng cuối cùng chính nàng cũng không ngờ, dưới thực lực khủng bố của Trần Mộc, Linh Điện lại đoạt được vị trí đứng đầu. Chuyện này đã khiến toàn bộ Linh Tiêu Tông chấn động, người của Linh Điện bọn họ ra ngoài cũng có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Nào, uống đi, Hàn Giang Tuyết cười to nói. Tiệc ăn mừng được tổ chức, trong bầu không khí vui vẻ này, trong linh điện, rất nhiều đệ tử uống đến say khướt. Trình Vũ Hiên cũng cùng uống với Hàn Giang Tuyết, hai người uống thành hai đống bùn nhão. Đôi mắt xinh đẹp trong veo trở nên mơ màng, gương mặt đỏ ửng lan xuống cổ, xinh đẹp kiều diễm, dụ dỗ người ta đi tới cắn một cái. Trần Mộc nhìn bộ dạng say khướt của hai nàng, không nhịn được thở dài, cầm chén rượu lên nhấp một ngụm. Cảnh tượng đó bị Hàn Giang Tuyết bắt được, nàng lập tức xù lông, trợn mắt nói, "Tiểu tử, mau uống cho ta." không uống lão nương đánh chết người. Dưới sự đe dọa dụ dỗ của Hàn Giang Tuyết, Trần Mộc bị ép uống một đống rượu. Ở chỗ này, người tỉnh táo chắc cũng chỉ còn Trần Mộc và Hạ Chỉ Lan. Qua hơn nửa tháng tĩnh dưỡng, thương thế của nàng đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời ở trận thi điện này, nàng đã có đột phá, đạo thương ý trước đó đã rõ ràng hơn trước rất nhiều. Hai ngày trước Trần Mộc cố ý đọ sức với nàng đã chỉ điểm một chút, mặc dù hắn tu kiếm đạo, Hạ Chỉ Lan tu thương đạo, nhưng dù có vạn pháp thì trăm sông vẫn đổ về một biển, đều là đạo. Bây giờ, thương ý của Hạ Chỉ Lan đã bước vào giai đoạn tiểu thành. Sau tiệc rượu, Linh Điện như vừa trải qua một trận đánh nhau, cả đám người nằm lộn xộn ngổn ngang. Những thứ nên nhìn và không nên nhìn đều lộ ra hết, bộ dạng mềm nhũn kia đúng là khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tội lỗi quá. Trần Mộc nhìn cảnh tượng này, không nhịn được lắc đầu, hắn cầm một bầu rượu đi tới cạnh bệ cửa sổ, ngồi xuống một mình. Giờ khắc này, mặt trăng tỏa ra ánh sáng bạc trong trẻo hát xuống bệ cửa sổ phối hợp với mùi rượu thoang thoảng lại khiến người ta có cảm giác nhàn hạ thoải mái nhìn từ bệ cửa sổ ra ngoài chính là từ trúc lâm xanh biếc gió nhẹ thổi qua khiến rừng trúc khẽ lay động ánh trăng lạnh léo chiếu lên rừng trúc những ngôi sao như dạ minh châu trải khắp trời lóe lên áng bạc lấp lánh trần mộc nhìn vầng trăng trong vắt bên ngoài cửa sổ kia không khỏi nhớ tới một số người ninh quốc xa xôi cũng không biết lâm triều ca khương âm và ôn chi huyền thế nào rồi còn đám đàm tùng nữa, không biết bây giờ đi đâu rồi. Trần Mộc nhíu mày, chỉ sợ là bọn họ không ở Ninh Quốc nữa, nhưng không biết bọn họ sẽ đến đâu lịch luyện. Từ lúc nhập tông đến giờ đã gần 3 tháng. Trong 3 tháng này, hắn chưa từng xuất tông, cho nên cũng không biết bất cứ tin tức gì. Ngoài những người này ra thì Trần Thiên Hải và một số tộc nhân của Trần Phủ cũng là vướng bận trong nội tâm của hắn. Chỉ cần hắn còn sống, Hoàng đến Ninh Quốc sẽ dùng họ để uy hiếp, tạm thời sẽ không để bọn họ chết, nhưng với tính cách tàn nhẫn của Hoàng đế Ninh Quốc, chỉ sợ là sẽ tra tấn không ít. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Trần Mộc lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn không thể ở trong tông môn này quá lâu được, hắn nhất định phải nghĩ cách tăng thực lực của mình lên, sau đó mới có thể quay về báo thù. Hoàng đế Ninh Quốc, cộng thêm Kiếm Vũ Các, nghĩ tới những người này, trong mắt Trần Mộc hiện lên sát ý lạnh thấu xương, hận thù trào dâng trong lòng. Trần Mộc. Lúc suy nghĩ của Trần Mộc đang hỗn loạn, một giọng nói nhẹ nhàng bỗng vang lên bên tai hắn. Trần Mộc hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn lại mới phát hiện người tới là Hạ Chỉ Lan. Hạ Chỉ Lan mặc một bộ váy ngắn màu đen, tóc đen xõa trên vai, gương mặt xinh đẹp vì hơi men nên phiếm hồng như hoa đào, nhưng rõ ràng nàng vẫn rất tỉnh táo. Người uống ít nhất chính là Hạ Chỉ Lan, hơn nữa nàng chớm rớt lịch luyện trong quân đội bao năm, uống vô số rượu với các tướng sĩ. Tử lượng của nàng đương nhiên hơn hẳn các đệ tử khác của Linh Điện, lúc này nàng tỉnh táo cũng là điều dễ hiểu. Sao vậy? Lại nghĩ tới Ninh Quốc sao? Hạ Chỉ Lan cười nhẹ, ngồi xuống đối diện Trần Mộc. Trần Mộc cười cười, lúc ta chạy ra khỏi Ninh Quốc gần như không có chuẩn bị gì, thậm chí còn không tạm biệt mọi người hẳn hoi, cho nên bây giờ cho chút lo lắng cho an nguy của đám Lâm Triều Ca. Với địa vị của Lâm Tiền Bối ở Ninh Quốc chắc là không xảy ra chuyện gì đâu, còn mấy người đàm tùng, mục thần, Lâm Tiền Bối cũng có năng lực bảo vệ bọn họ chu toàn. Hạ Chỉ Lan an ủi, tiếp đó, nàng hơi nhíu mày lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía bóng đêm ngoài cửa sổ, trầm giọng nói, quan trọng là đám người Trần phủ có khi bây giờ đã bị nhốt lại rồi. Trần Thiên Hải. Đối với người này, đến giờ Trần Mộc vẫn có chút cảm xúc phức tạp, mặc dù năm đó Trần gia làm ra rất nhiều chuyện có lỗi với chủ nhân của thân xác này, hắn cũng có thể cảm nhận được, thân thể này có chút kháng cự với đám người Trần Thiên Hải. Nhưng không thể phủ nhận, Trần phủ đã lấy thân chịu chết, được ăn cả ngã về không bảo vệ hắn rời khỏi. Phần nhân tình này, là hắn nợ Trần phủ phải tăng thực lực lên thật nhanh thôi, Trần Mộc nói. Cuối cùng hắn cũng sẽ trở lại Ninh Quốc. Đến lúc đó, nhất định hắn sẽ áp đảo Hoàng Quyền. Nghĩ tới đây, Trần Mộc phút ve tấm lệnh bài tinh xảo đẹp đẽ trong tay, tấm lệnh bài bằng phỉ thúy, khắc rất nhiều đồ đằng tinh không cổ xưa. Tấm lệnh bài này chính là phần thưởng lúc trước tông chủ đưa cho hắn, là chìa khóa mở ra tứ tượng tinh tú môn. Chỉ Lan, cô có biết tứ tượng tinh tú môn là gì không? Trần Mộc hỏi. Hạ Chỉ Lan lắc đầu, cười khổ nói mặc dù chúng ta gia nhập linh tiêu tông khá lâu rồi nhưng ta cũng không biết cái gọi là tứ tượng tinh tú môn này trần mộc tiếc nuối gật gật đầu nhìn tấm lệnh bào trong tay rơi vào trầm tư tứ tượng tinh tú môn là bí cảnh tu luyện trong linh tiêu tông chúng ta tọa lạc ở bên cạnh thái thượng phong vượt qua tứ tượng tinh tú môn là có thể bước vào một không gian kỳ lạ lúc này một giọng nói nhẹ nhàng bỗng truyền từ phía sau tới bóng người xinh đẹp uyển chuyển nhãn nhã bước tới ta biết ngay là cô giả vờ say mà trần mộc nhìn thấy người đến bất đắc dĩ trợn mắt bĩu môi nói người đến chính là hàn giang tuyết những người khác có thể sẽ say nhưng hàn giang tuyết đã đạt tới cảnh giới vạn pháp rồi sao có thể dễ dàng say khướt như vậy được hàn giang tuyết ngồi xuống cái ghế trước mặt hắn gác chân trái lên chân phải cặp đùi đẹp đẽ tinh tế sáng bóng như ngà voi không kém chỉnh vũ hiên chút nào nàng hơi cúi đầu đôi mắt đẹp gợn sóng lăn tăn mang theo chút khiêu khích nhìn trần mộc cười khẽ làm sao tiểu thiếu niên thấy ta không say, có phải ngươi rất thất vọng không? Không hề. Trần Mộc lạnh nhạt liếc nàng một cái, sau đó nghiêm túc nói, nói chính sự đi, cô là điện chủ linh điện, chắc hẳn phải biết tứ tượng tinh tú môn đúng không? Đương nhiên là biết, rất nhiều đệ tử cũ đều biết, chỉ có những đệ tử mới như các ngươi mới không biết thôi. Hàn Giang Tuyết nghiêm túc giải thích, tiến vào tứ tượng tinh tú môn là đặc quyền của đệ tử thân truyền. Các ngươi chỉ là đệ tử nội môn, không có tư cách tiến vào, cho dù là Liễu Mộ Thiên cũng không có tư cách. Ta vừa mới nói đấy, Tứ Tượng Tinh Tú môn là bí cảnh tu luyện của Linh Tiêu Tông chúng ta, trong đó có tinh hoa sinh mệnh của tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, loại tinh hoa sinh mệnh này tinh thuần hơn linh khí nhiều, chỉ cần hấp thu được tinh hoa sinh mệnh này, thực lực của võ giả sẽ tăng vọt. Có điều, tinh hoa sinh mệnh của bốn thần thú không phải thứ chân quý nhất. Trong Tứ Tượng Tinh Tú môn, thứ chân quý nhất chính là lực lượng tinh tú trong truyền thuyết sức mạnh của tinh tú sao. Nghe vậy, Hạ Chỉ Lan và Trần Mộc cũng hơi sững người, ánh mắt cũng lần lượt hiện ra vẻ ngỡ ngàng. Ở kiếp trước, Trần Mộc từng được hưởng nguồn tài nguyên dồi dào vô tận, nhưng hắn cũng chưa từng nghe qua sức mạnh tinh tú này bao giờ cả. Nhưng điều này không có nghĩa là vốn kiến thức của Trần Mộc hẹp hòi, mà là vì trên đời này có vô số sức mạnh thần bí. Ngay cả Trần Mộc cũng không dám lớn tiếng khẳng định là bản thân biết hết tất cả những năng lượng huyền bí đó. Khi nhắc tới sức mạnh tinh tú, Trần Mộc nhận thấy rõ được ngọn lửa sục sôi trong ánh mắt của Hàn Giang Tuyết, đó là ngọn lửa của khát vọng. Xem ra, ngay cả kẻ mạnh của cảnh giới vạn pháp cũng bị sức mạnh tinh tú này thu hút. Hàn Giang Tuyết giải thích, sức mạnh tinh tú là năng lượng cổ xưa trong tứ tượng tinh tú môn nó là một trong những năng lượng thần bí được sinh ra từ bầu trời đầy sao. Quý giá hơn cả tinh hoa sinh mạng của bốn thần thú, hấp thụ được sức mạnh tinh tú này sẽ có lợi ích rất lớn đối với kẻ luyện võ đạo, nó có thể nhanh chóng nâng cấp cảnh giới của bọn họ nhưng so với tinh hoa sinh mạng của bốn thần thú thì lượng sức mạnh tinh tú hiếm hơn rất nhiều. Nếu ngươi muốn có được sức mạnh tinh tú thì phải dựa vào bản lĩnh của bản thân, nếu không thì vừa đặt chân tới tứ tượng tinh tú môn, ngươi sẽ ngay lập tức bị đạp văng ra ngoài. Nghe vậy, Trần Mộc khẽ trao mày, ngạc nhiên hỏi, tại sao lại nói vậy? Hàn Giang tuyết mỉm cười nhìn về phía Trần Mộc, nói, ngươi đừng có nghĩ ai cũng đặt chân vào được tứ tượng tinh tú môn này. Vừa nãy ta cũng nói rồi đấy, bước vào được đến tứ tượng tinh tú môn là đặc quyền của các đệ tử thân truyền mấy tên đệ tử đó vô cùng hống hách nên bất kể là đệ tử nội môn như ngươi hay các đệ tử vừa được thăng lên làm đệ tử thân truyền bọn họ đều cực kỳ ghét sức mạnh trong tứ tượng tinh tú môn này không phải là nguồn tài nguyên vô tận mà cũng là càng dùng càng ít đi vậy nên đám đệ tử thân truyền này luôn ước ít người đến cướp tranh giành với họ còn với tư cách là thành viên của môn phái đã giành được đặc quyền thông qua cuộc thi đình như ngươi thì bọn họ càng khó có thể chấp nhận được chắc chắn sẽ bất chấp tất cả để trà đạp và loại trừ ngươi hóa ra là như vậy trần mộc mỉm cười sau khi được hàn giang tuyết chỉ bảo hắn mới hiểu ra mặt lợi và mặt hại của nó môn phái không phải là nhà kính tất cả nguồn tài nguyên tu luyện đều phải tranh đấu giành giật mới có được trên con đường theo đuổi cấp cao nhất của võ đạo như chớm rớt và tranh đoạt không còn hiếm gặp nữa trần mộc cũng không lấy làm lạ ngươi còn cười được nữa sao hàn giang tuyết thấy vẻ mặt trần mộc vẫn điềm tĩnh nở một nụ cười không kìm được mà liếc mắt, khó chịu nói: "Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi đừng có mang Liễu Mộ Thiên ra để so bì với đệ tử truyền thân, các đệ tử truyền thân có đủ tư cách để được môn phái phong cho chức tước này là vì bọn họ đều có những cống hiến xuất sắc. Bất kể là về thủ đoạn hay là về thực lực thì Liễu Mộ Thiên còn thua xa. Nếu như ngươi không chống cự lại được với sự chèn ép và loại trừ này của các đệ tử truyền thân, thì cho dù ngươi có sở hữu lệnh bài của tứ tượng tinh tú môn này thì cũng chẳng có mấy tác dụng cả." "Ta hiểu rồi." Trần Mộc khẽ gật đầu, bàn tay đang vuốt ve lệnh bài ngọc bích điêu khắc tinh không đồ đằng vô cùng tinh xảo, ánh mắt thoáng hiện vẻ thích thú. Hắn biết rõ nếu thật sự muốn tăng thực lực một cách nhanh chóng thì còn phải nhờ cậy đến năng lượng thần bí, quý hiếm này và loại sức mạnh thần bí được sinh ra bởi đất trời này so với tác dụng của linh đan thì còn mạnh hơn nhiều. "Được rồi, những gì cần nói ta cũng nói cả rồi, còn lại thì ngươi tự nắm bắt đi." Hàn Giang Tuyết nói. Nói rồi, nàng ta bèn đứng dậy rời đi nhưng còn chưa đi được hai bước thì dường như lại nhớ ra điều gì đó, lại quay đầu hỏi Trần Mộc, à đúng rồi, mấy ngày nay ngươi có thời gian không? Sao vậy? Trần Mộc ngẩng đầu thắc mắc hỏi. Cùng ta ra ngoài môn phái một chuyến, Hàn Giang Tuyết nói, đi đâu? Đừng hỏi, đi rồi sẽ biết. Trần Mộc cạn lời, nhếch mép nói, ta có thể nói là không đi được không? Hàn Giang Tuyết khẽ nhảy miệng cười, đôi mắt xinh xắn toát ra vẻ đẹp tự thần tiên, ngươi đoán xem. Mấy ngày tiếp theo, trần mộc vẫn đi đến tháp đồng nhân tập luyện điên cuồng như thường lệ trong cuộc thi đình vừa rồi hắn đã buộc phải uống linh đan để tăng cảnh giới của bản thân vậy nên bây giờ hắn phải tiếp tục tu luyện để có nền tảng võ đạo vững chắc và vì kinh hãi trước thực lực của trần mộc mà các đệ tử thiên điện hiện giờ cũng đã sáng mắt ra hơn trước nhiều không còn dám làm phiền hắn nữa việc tập luyện trong tháp đồng nhân cũng là cách tập luyện sơ khai nhất đó là quá trình không ngừng trải qua các cuộc chiến sinh tử nhờ đó kích thích tiềm năng của kẻ võ đạo đồng thời ép họ phải vượt qua giới hạn sức mạnh của bản thân. Hiện tại, thực lực của Trần Mộc cũng đã được nâng cấp, giờ đây hắn đã có thể đi đến tầng thứ 53 của tháp đồng nhân rồi. Thực lực của tất cả các người đồng hầu hết đều đã đạt đến cấp tầng thứ 3 của cảnh giới thần tàng. Mặc dù những người đồng cấp tầng thứ 3 của cảnh giới thần tàng này không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu và các thủ đoạn công pháp võ học lớn mạnh nhưng lại có số lượng cực kỳ lớn, lên đến hàng trăm người. Vì vậy, sau mỗi buổi tập luyện, Trần Mộc đều mệt phờ người khắp người đều là thương tích. Trải qua mấy ngày tập luyện tàn khốc, Trần Mộc của hiện giờ đã rõ ràng cảm nhận được cơ thể càng ngày càng cường tráng, linh lực cũng mạnh mẽ hơn, không còn le lói ít ỏi như sau khi uống viên linh đan kia nữa. Thấy được hiệu quả này nên Trần Mộc cũng không tiếp tục đến tháp đồng nhân nữa. Mấy ngày này, Trần Mộc tập trung dưỡng thương, hắn mặc một bộ đồ gọn gàng màu xanh nước biển rồi đến chờ ở vườn trúc tía của linh điện. Hôm nay là ngày Hàn Giang tuyết hẹn ra ngoài môn phái và Trần Mộc cũng không hề thất hứa với nàng ta, vì dù sao thì hắn cũng rất tò mò xem nàng ta sẽ đưa hắn rời ngoài môn phái để làm gì. Không lâu sau, Hàn Giang Tuyết mặc một bộ váy lụa từ trong phòng đi ra, so với lúc trước thì dáng vẻ buộc gọn mái tóc bằng sợi dây đỏ của nàng ta hiện giờ trông càng thêm thanh lịch và hoạt bát. Ngoài Hàn Giang Tuyết còn có Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan đi cùng. Trần Mộc giữ người, ngạc nhiên nói, vậy là có bốn người chúng ta rời khỏi môn phái sao? Ừm, Hàn Giang Tuyết gật đầu, khẽ nói, mấy người chúng ta đều là những người đáng tin cậy, đi cùng nhau để nhỡ may gặp phải chuyện gì thì còn trông cậy vào nhau. Nghe vậy, Trần Mộc nhìn nàng ta bằng ánh mắt khó hiểu, không lẽ nàng ta định dắt bọn họ đi chiến đấu với người khác sao? Đừng nói là người chưa nói cho hắn ta biết chúng ta rời khỏi môn phái để làm gì nhé, thấy vẻ mặt mông lung của Trần Mộc, Trình Vũ Hiên khẽ nhớn mày, bất đắc dĩ nhìn sang Hàn Giang Tuyết, nghiêm nghị nói. Không sao đâu, khi nào rời khỏi môn phái thì nói với hắn cũng được, lỡ nói rồi mà tên nhóc này không chịu đi cùng thì sao, Hàn Giang Tuyết thì thầm nói: "Có lý." Trình Vũ Hiên gật đầu đồng tình. "Nàng ta sẽ cảm thấy dây dứt nếu lừa dối người khác, nhưng còn với Trần Mộc thì không hề thấy tội lỗi hay dây dứt chút nào cả. Cũng đến giờ rồi, chúng ta đi thôi." Hàn Giang Tuyết nói xong khẽ động đậy người, linh lực cũng nhanh chóng bộc phát rồi hóa thành một tia sáng, bay vút lên trời cao. Đám người Trần Mộc và Trình Vũ Hiên cũng mau chóng bám theo. Từ lúc tới Lăng Tiêu Tông, Trần Mộc cũng chưa ra ngoài lần nào. Mặc dù Linh Tiêu Tông chỉ là một môn phái nhưng vùng lãnh thổ thuộc Linh Tiêu Tông lại không hề ít, mỗi môn phái đều có thể coi là một quốc gia, không chỉ có sức mạnh, nền tảng mà còn có cả vùng lãnh thổ nữa. Nhưng xét về mặt tranh đấu thế lực thì sự khác biệt giữa môn phái và quốc gia là khá lớn. Ví dụ như ở Ninh Quốc có hàng triệu quân tinh nhuệ, mặc dù thế lực phức tạp nhưng nhờ có sự kiểm soát gay gắt của triều đình nên không xảy ra quá nhiều vụ tranh chấp. Còn địa bàn Linh Tiêu Tông mà hắn đã gia nhập thì ngày nào cũng có các trận tranh đấu hỗn loạn và từ trước tới giờ Linh Tiêu Tông cũng không hề xử lý các cuộc tranh chấp thế lực đó chỉ cần các thế lực mới nổi lên đúng hạn cống nạp. Tài nguyên tu luyện theo quy định thì Linh Tiêu Tông sẽ không can thiệp vào bất cứ cuộc tranh chấp thế lực nào và đúng hơn là không thể kiểm soát nổi. Bởi vì trong Linh Tiêu Tông có mục đích chính là đào tạo các vị anh tài nên không có nhiều thời gian rảnh rỗi để đi can thiệp vào mối ân oán giữa các thế lực khác nhau. Điều này cũng dẫn đến trong nội bộ Linh Tiêu Tông, các cuộc tranh chấp thế lực từ bé cho tới lớn đều loạn lạc hơn rất nhiều ở các quốc gia như Ninh Quốc. Đương nhiên, chỉ có mỗi Linh Tiêu Tông, Thất Huyền Tông và môn phái Thiên Ảnh là như vậy so với các quốc gia như Ninh Quốc, Đường Quốc thì các tranh chấp của ba môn phái này cực kỳ loạn. Xoẹt xoẹt. Dưới sự dẫn dắt bởi linh lực cảnh giới vạn pháp của Hàn Giang Tuyết, chẳng mấy chốc, đám người Trần Mộc cũng băng qua núi đồi đi đến biên giới của Linh Tiêu Tông. Biên giới của Linh Tiêu Tông được bao phủ bởi một trận địa phòng ngự, trận địa này cao đến 10.000 trượng, linh lực cuồn cuộn như ẩn hết trong mây trời. Bình thường trận địa phòng ngự này chỉ thấy được núi, không thấy được sông suối hoặc gần như rất khó có thể nhìn rõ, chỉ thấy thoáng hiện một ánh sáng lập loè hát lên mà thôi. Nhưng chỉ cần trận địa phòng ngự này được kích hoạt thì sức sát thương của nó là vô cùng lớn, cho dù có hàng chục kẻ mạnh của cảnh giới vạn pháp đến đây thì cũng sẽ tan xương nát thịt trong trước mắt. Theo truyền thuyết, trận địa phòng ngự này là do một vị sư tổ lập sáng lập môn phái bài trí, đã có khoảng nghìn năm lịch sử rồi. Trên đỉnh một ngọn núi cao ở vùng biên giới Linh Tiêu Tông này còn có một trưởng lão khoảng 60, 70 tuổi chấn thủ ở đây, phụ trách kiểm soát trận địa phòng ngự này những ngày thường. Nếu như không có vị trưởng lão này mở đường thì không ai có thể ra khỏi môn phái cả. Chẳng bao lâu sau, đám người Hàn Giang Tuyết đã lũ lượt kéo đến, đặt chân lên đỉnh ngọn núi cao này. Trưởng lão chấn thủ nhìn thấy đám người Hàn Giang Tuyết, vẻ mặt không chút ngạc nhiên, không những thế còn bật cười hỏi, sao nào? Vẫn chưa chịu từ bỏ sao, định ra ngoài môn phái đi tìm tiếp à? Hàn Giang Tuyết gật đầu, nghiêm nghị nói, lần này khác với lần trước, lần này ta có thêm ít manh mối nữa ta nghe ngóng được địa điểm cuối cùng đám người lăng thiên vũ mất tích chính là ở thành viên long thành viên long sao nghe thấy tên chỗ này vẻ mặt trưởng lão trấn thủ bỗng nghiêm lại khẽ thở dài nói đây chẳng phải là nơi tốt đẹp gì nếu bọn họ mất tích ở đây thì e là chắc chắn có liên quan tới thương long tông sợ là lành ít giữ nhiều thương long tông sao trình vũ hiên và hạ chỉ lan nghe xong vẻ mặt chợt biến sắc chỉ có trần mộc là có hơi kinh ngạc Dẫu sao thì mấy người phải cẩn thận đấy Trưởng lão chấn thủ khẽ nhắn nhủ Sau đó, ông ta nhìn lướt qua Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan Rồi nhìn thẳng về phía Trần Mộc hồi lâu Ánh mắt hiện rõ vẻ tán thưởng rồi mới rời mắt đi Chuyện xảy ra ở cuộc thi đình đã lan khắp trốn Nên đương nhiên trưởng lão chấn thủ cũng biết đến chàng thanh niên hạng nhất này Sau đó, trưởng lão chấn thủ mở ra một đường xẻ trong trận địa phòng ngự Đám người Hàn Giang tuyết cũng men theo đường xẻ đó lần lượt ra ngoài Đến với thế giới bên ngoài Bây giờ có thể nói được rồi chứ? Chúng ta đi đâu đây?" Trần Mộc nhìn chằm chằm Hàn Giang Tuyết nói. Sự thật là hắn cũng đoán ra được chút ít rồi, sở dĩ Hàn Giang Tuyết cứ chần chừ không chịu nói cho hắn biết mục đích ra ngoài môn phái là vì sợ hắn trở mặt, không chịu đi. Nhưng giờ bọn họ đã ra khỏi môn phái rồi nên cũng không cần phải giấu giếm làm gì nữa. Hàn Giang Tuyết cười nói, "Chúng ta đến Thành Viên Long." Tới Thành Viên Long làm gì?" Trần Mộc hỏi. "Lăng Thiên Vũ, ngươi biết không?" Trần Mộc cho mày rồi gật đầu, đáp, có nghe nói qua, cũng coi như là sư huynh của ta, trước đây hắn ta là người mạnh nhất của Linh Tiêu Tông, nhưng về sau hình như đã dẫn một đám anh tài của Linh Điện đi và mất tích ở bên ngoài. Vậy nên Linh Điện mới xa sút và bị đám đệ tử của các điện khác chấn áp như vậy, không những không còn nhiều nguồn tài nguyên tu luyện mà còn thiếu cả thực lực. Quả đúng là như vậy, sự mất tích của Lăng Thiên Vũ và đám tinh anh kia vẫn luôn là nút thắt trong lòng ta. Sau khi bọn họ rời đi thì chưa hề quay trở lại môn phái, sau ba năm ta cũng đoán là bọn họ chắc chắn lành ít giữ nhiều hàn giang tuyết nói rồi sao nào trần mộc lạnh lùng không có bất cứ rung động nào hàn giang tuyết thở dài nói tiếp mặc dù ở lục địa thiên vũ không có bất kỳ thiên tài nào có thể đảm bảo bản thân không chớt yểu nhưng trên con đường theo đuổi giới hạn cực điểm của võ đạo này thì phải đối mặt với biết bao hiểm nguy chín mất một còn nếu có bị rớt hại thì cũng chỉ biết trách họ thiếu bản lĩnh thôi nhưng nếu có một tia hy vọng ta cũng không muốn từ bỏ Ta muốn đi tìm bọn họ, biết đâu họ vẫn còn sống thì sao? Hơn nữa, lần này trong tay ta có manh mối, sẽ không như con thiếu thân lao đi khắp trốn tìm trong vô định nữa. Khi nói những lời này, đôi mắt của Hàn Giang tuyết lộ rõ vẻ kiên định cùng với sự kỳ vọng nhìn về phía Trần Mộc. Sức mạnh của một mình nàng ta là có hạn, cho dù nàng ta có là kẻ mạnh của cảnh giới vạn pháp thì cũng chỉ thế mà thôi, nhưng nếu có nhiều người thì cơ hội cũng nhiều hơn. Trần Mộc cười nói: Mặc dù đều xuất thân từ linh điện nhưng ta còn chưa từng gặp đám người Lăng Thiên Vũ, cũng chẳng quen biết gì, vậy nên hình như có chút thiệt thòi đối với ta và Hạ Chỉ Lan nhỉ. Ta biết, Hàn Giang Tuyết gật đầu, răng cắn chặt lấy đôi môi hồng. Trần Mộc mặc dù nói vậy có hơi lạnh lùng nhưng đó là sự thật, hắn không có bất kỳ mối quan hệ nào với đám người đó, vậy nên hắn cũng không nhất thiết phải ra khỏi môn phái rồi mạo hiểm tính mạng đi tìm bọn họ. Gương mặt của Hàn Giang Tuyết thoáng hiện nét đấu tranh tư tưởng. Đôi mắt mỹ miều long lanh đầy kỳ vọng nhìn chằm chằm Trần Mộc, nói, "Nếu ta nói, ta có thể lấy danh nghĩa của cá nhân Hàn Giang Tuyết để nhờ ngươi giúp ta thì ngươi có thể giúp ta được không?" Trần Mộc trầm tư, đôi mắt hướng lên nhìn bầu trời rộng lớn kia, không nói lời nào. Thấy dáng vẻ như vậy của hắn, Hàn Giang Tuyết có cảm giác đáy lòng bị xé nát, cuối cùng thở dài một hơi. Nhưng còn chưa kịp để nàng ta cất lời thì Trần Mộc bỗng quay đầu lại, bật cười nói, "Thôi, ta cũng đã ngốc nghếch theo người ra khỏi môn phái rồi." thì cứ đi xem sao. Hàn Giang Tuyết nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nàng ta vỗ vai Trần Mộc rồi cười nói, ta biết ngay là ngươi sẽ không tuyệt tình như vậy mà. Trần Mộc giờ khóc giờ cười, hắn thật sự không muốn làm những việc thiệt cho bản thân như này. Nhưng dù sao thì Hàn Giang Tuyết cũng là người có ân tình với hắn, cũng đã giúp hắn rất nhiều. Ngoài quan hệ thầy trò ra, quan hệ của hai người họ giống hai chị em hơn, hắn cũng không muốn khiến Hàn Giang Tuyết thất vọng. Thành viên Long, tòa thành nằm ở hướng bắc linh tiêu tông đây là địa giới thuộc linh tiêu tông cũng là tòa thành phồn hoa đứng thứ nhất thứ nhì trong truyền thuyết tòa thành này đã có hơn một nghìn năm lịch sử còn sớm hơn cả thời gian thành lập linh tiêu tông sau khi mấy người trần mộc bước ra khỏi tông môn họ đi một mạch tới thành viên long khoảng cách từ thành viên long đến linh tiêu tông cũng không gần cho dù ngồi thuyền mây đi nữa thì cũng mất khoảng chừng 10 ngày trong địa giới của linh tiêu tông các thế lực vô cùng hỗn loạn mỗi ngày đều xảy ra chớm rớt ở đây có bối cảnh cũng không mấy hiệu quả, bởi vì với những kẻ liều mạng quanh năm sống giữa làn danh sinh tử thì chỉ cần rớt chết người kia, trốn vào trong núi, thì cho dù bối cảnh của người kia có mạnh đến mức nào cũng khó có thể tìm được bọn họ. Bởi vậy, ở trong mắt bọn họ, mấy đệ tử Linh Tiêu Tông như Trần Mộc cũng chẳng có gì mà phải sợ. Điều khiến họ dè chừng duy nhất chính là thực lực của bản thân, chỉ cần thực lực của đối phương đủ mạnh, chắc chắn người khác sẽ không dám động vào. Bởi vậy dọc theo con đường này, có một vị cường giả ở cảnh giới vạn pháp như Hàn Giang Tuyết làm chấn động, mấy người họ đều bình yên vô sự, cũng không có kẻ nào mù mắt dám tới đây trêu chọc, dù sao nhìn khắp địa giới Nam Châu này, cường giả ở cấp bậc cảnh giới vạn pháp như vậy cũng được tính là số một số hai. Vượt qua ngọn núi này là chúng ta có thể tới thành Viên Long rồi, nhìn kìa, đó chính là thành Viên Long đấy. Chiếc thuyền mây bay lướt giữa tầng mây, mấy người Hàn Giang Tuyết đứng ở trên bong tàu, xuyên qua tầng mây mênh mông mù mịt ngón tay hàn giang tuyết chỉ xuống phía dưới rồi nhẹ giọng nói trong màn sương mù mông lung đó có một ngọn núi nguy nga sừng sững phía sau ngọn núi lớn là một tòa thành được đúc bằng đá đen và sắt thép tạo thành tòa thành giống như một con mãnh thú nằm dạp mình trong dãy núi có từ thở hồng hoang được bao quanh bởi tường thành cao vút trong mây toàn bộ bức tường thành đều được làm bằng đá đen cứng rắn không gì lay chuyển được cho dù có một đội quân lớn xông vào thì cũng phải tiêu hao rất nhiều binh lực mới có thể công phá tòa thành này được Hàn Giang Tuyết khẽ giải thích, đây chính là mục đích của chúng ta. Tòa thành viên long này nổi danh như vậy không phải là vì lịch sử lâu đời đó, mà là vì vị trí địa lý quá đặc thù, bốn bề của thành viên long toàn là núi. Phóng tầm mắt nhìn xem, thế núi quanh đây kéo dài vạn dặm và bao la rộng lớn, ẩn chứa vô số truyền thừa và báu vật quý hiếm. Năm đó, rất nhiều cường giả đã bỏ mạng ở nơi này, sau khi chớt những cường giả này còn để lại trí bảo. Đương nhiên, nó cũng trở thành vật vô chủ, rất nhiều võ giả không thể đột phá được cảnh giới của mình sẽ đến đây ôm lòng chờ may mắn để tầm bảo nơi này. Lâu dần, tòa thành viên long này cũng thành danh như vậy đương nhiên. Ngoài ra, tòa thành viên long này còn có một lịch sử vô cùng quan trọng liên quan đến nguồn gốc về cái tên của nó. Thành viên long, sở dĩ nó có tên L.A. Thành viên long cũng là vì Thương Long Tông năm đó ở địa giới Nam Châu đã chết ở chỗ này. Thương Long Tông Nghe đến đó, Hạ Chỉ Lan và Trình Vũ Hiên đều hơi nhướng mày lên, Đôi mắt lóe lên phần kinh ngạc. Dù sao thực lực của bọn họ cũng không đủ, cho nên họ không có cơ hội được tiếp xúc được rất nhiều bí sử liên quan với địa giới Nam Châu, đương nhiên họ cũng chưa từng nghe nói đến Thương Long Tông này. Hàn Giang Tuyết cười nhạt, nàng ta giải thích, Thương Long Tông là tông môn rất cổ xưa địa giới Nam Châu, có lẽ các người còn chưa nghe nói đến, đây là một tông rất lớn ở địa giới Nam Châu ngàn năm trước, vào thời kỳ huy hoàng nhất của Thương Long Tông, các đệ tử của họ cho dù về gốc gác hay là về thực lực đều mạnh hơn Linh Tiêu Tông rất nhiều. Thế nhưng sau thời gian đó, không biết vì sao, chỉ trong một đêm, Thương Long Tông lại hoàn toàn sụp đổ. Tất cả các đệ tử đều bị tàn sát không còn ai cũng chỉ trong một đêm, ngay cả di tích của Tông Môn cũng hoàn toàn biến mất ở địa giới Nam Châu. Rất nhiều người tới đây muốn tìm di hài của các đệ tử Thương Long Tông này. Có người đồn rằng, Thương Long Tông đã làm bậy quá nhiều, xúc phạm thần linh, bị thần linh hạ xuống trừng phạt biến cả Tông Môn hóa thành cho. Đương nhiên, đây chỉ là lời đồn mà thôi, còn rốt cuộc thương long tông đã động chạm tới nhân tài nào thì không ai biết được. Nghe vậy, gò má của Hạ Chỉ Lan và Trình Vũ Hiên đều trở nên nghiêm nghị lạ thường. Chỉ trong một đêm mà có thể khiến một tông môn cực lớn như vậy biến mất không còn thấy tăm hơi, thực lực đó khủng bố đến mức nào kia chứ. Bị đồn là đắc tội với thần linh cũng không quá đáng một chút nào, bởi vì với thế lực thần thông như thế, chỉ sợ cũng chỉ có thần linh mới có thể làm được. Bị thần linh xuống trừng phạt sao? Trần Mộc nghe thấy lời giải thích này thì thấy hơi buồn cười. Nếu hắn nhớ không nhầm, năm đó đúng là Thương Long Tông bị Diệt Tông chỉ trong một đêm thật, nhưng nào phải là do thần linh gì đó diệt hết đâu, mà là vì Thiên Ma Cung. Nhưng Trần Mộc không ngờ rằng lời đồn lại sai lệch đến mức độ này, biến lũ nghiệp chướng Thiên Ma Cung kia trở thành thần linh gì đó. Điều này khiến lòng Trần Mộc hơi khó chịu. Dù sao lúc trước, Thiên Ma Cung đã gây tội ngập trời, những tội ác đó vẫn còn rõ ràng trước mắt hắn. Trịnh Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan không để ý đến sắc mặt kỳ lạ của Trần Mộc. Họ còn đang cảm thấy tiếc nuối cho Thương Long Tông năm xưa dù sao với một tông môn có cấp bậc siêu cấp như vậy, rất nhiều người sẽ đem lòng kính nể. Vẻ mặt của Hàn Giang Tuyết cũng trở nên nặng nề, nàng ấy tiếp tục nói, nhưng mà, mặc dù Thương Long Tông đã biến mất hơn 1.000 năm rồi, thế nhưng vẫn có rất nhiều lời đồn liên quan đến nó, trong Thương Long Tông có rất nhiều truyền thừa quan trọng chưa bị ai lấy mất. Bởi vậy tòa thành viên long này mới trở nên náo nhiệt giống như ngày hôm nay, rất nhiều võ giả đều hy vọng có thể may mắn tìm di tích của Thương Long Tông, từ đó một bước thăng thiên. Ta nghe nói, Lăng Thiên Vũ đám người bọn họ, trước kia cũng là nghe ngóng có quan hệ Thương Long Tông di tích manh mối, mới có thể chạy tới thành Viên Long, nhưng trung gian xảy ra chuyện gì, liên cân chúng ta đi điều tra. Đây cũng là mục đích của chuyến đi lần này của Hàn Giang Tuyết, chỉ cần có thể điều tra được chuyện gì đã xảy ra, họ có thể biết được tình hình hiện tại của mấy người Lăng Thiên Vũ. Khoảng 2 canh giờ giờ, Thuyền mây bay lượn giữa tầng mây cũng dần dần hạ xuống, dừng lại trên mặt biển trước thành Viên Long to lớn. Mấy người Trần Mộc nhảy xuống thuyền mây rồi đi tới dưới cửa thành Viên Long. Khi bước lại gần tòa thành này, họ mới có thể cảm nhận được sự nguy nga đồ sộ của thành trì đó, có thể sánh ngang với hoàng thành Ninh Quốc. Mà ở trước cửa thành Viên Long lúc này đây, có không ít võ giả ra vào đông nườm nượp, gần như những võ giả này đều đã đạt tới cường giả của cảnh giới thông thiên. Thế núi bên cạnh thành Viên Long hiểm trở vô cùng, nếu họ không có đủ thực lực người bình thường cũng không dám tùy tiện tới nơi này tầm bảo. Nhìn tòa thành lớn cổ xưa nô nức người như vậy, khóe môi hàn giang tuyết khẽ cong lên nở nụ cười, nhẹ giọng nói, đi thôi, vào thành xem thử nào. Ngay sau đó, bốn người họ nộp lệ phí vào thành rồi bước chân tiến vào thành Viên Long, trong thành trì này có khoảng một triệu người, nhưng với kích thước rộng lớn của tòa thành thì không hề chen chúc một chút nào. Đi trên đường lớn tiến vào thành Viên Long, Trần Mộc nhìn về phía hàn giang tuyết rồi hỏi, Cô chỉ biết mấy người Lăng Thiên Vũ đã từng tới nơi này, còn những thứ khác thì cô hoàn toàn không biết, vậy cô định tìm kiếm manh mối như thế nào? Hàn Giang Tuyết nhíu chặt mày, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía phồn hoa náo nhiệt nhất ở sâu trong thành rồi đáp lại. Nếu không thì chúng ta đi tới khu giao dịch bên kia nhìn xem thử, ở đó biết nhiều tin tức nhất, nói không chừng có thể biết được tin tức gì. Trần Mộc cười khổ, lắc đầu bất đắc dĩ nói, người có thể trà trộn vào khu giao dịch này đều là kẻ trộm cả. Huống Hồ mấy người Lăng Thiên Vũ cũng đã biến mất 3 năm rồi, cô không sợ mình sẽ bị lừa sao?" Vẻ mặt Hàn Giang Tuyết thoáng nặng nề, nàng ấy than thở, nếu không thì biết làm sao đây? "Trên người cô có tín vật của mấy người Lăng Thiên Vũ không? Hoặc là có đồ gì mà bọn họ đã từng sử dụng không?" Trần Mộc chợt hỏi. "Có." Hàn Giang Tuyết chỉ lên vầng trán, lòng bàn tay nắm chặt, một đoạn kiếm đứt đoạn chợt hiện ra, nàng ấy nói, "Đây là kiếm lúc trước Lăng Thiên Vũ đã từng dùng, ta là sư phụ của hắn." Ta còn định sửa kiếm lại giúp hắn, nào ngờ cuối cùng lại xảy ra chuyện kia, làm cho thanh kiếm bị gãy mất cho nên vẫn để ở chỗ ta, nhưng mà ngươi muốn dùng cái này làm gì?" Trần Mộc cười nhạt, hắn cầm lấy chuôi kiếm gãy ở trong tay nàng ấy, nói, "Đi theo ta, dẫn cô tới một chỗ, ở đó có thể tìm ra manh mối." Nói xong, Trần Mộc quay đầu đi về phía bên kia. Ba người Hàn Giang Tuyết đều có phần kinh ngạc, sau đó họ nhìn nhau mơ màng, thấy rõ vẻ khiếp sợ toát lên trong mắt của đối phương. Chẳng lẽ Trần Mộc đã từng đến nơi này? Hạ Chỉ Lan cũng nhìn Trần Mộc đầy kỳ lạ, Trần Mộc chỉ mới 17 tuổi thôi mà, trước kia không phải hắn vẫn luôn ở Ninh Quốc hay sao? Tòa thành trì cổ kính này cách Ninh Quốc đến mấy trăm ngàn dặm, sao Trần Mộc có thể từng tới được? Hơn nữa có rất nhiều cổ thành ở trong địa giới Linh Tiêu Tông, cho dù Hàn Giang Tuyết đã từng xuất tông rất nhiều lần, nàng ấy cũng không thể đi tới hết toàn bộ thành trì, đây cũng là lần đầu tiên nàng ấy đi đến thành Viên Long. Đi thôi, đi xem xem. Mặc dù vẫn bán tín bán nghi, Hàn Giang Tuyết đành nói. Rốt cuộc bọn họ cũng không nói gì nhiều, cứ thế đi theo sau Trần Mộc sang một phương hướng khác. Mà Trần Mộc vẫn trầm mặc như trước, hắn dựa theo ký ức tìm con đường lát đá xanh cổ xưa trong ký ức của mình. Nhưng mà, đã trải qua hơn một nghìn năm, tòa cổ thành này đã thay đổi rất nhiều, cho dù trí nhớ của Trần Mộc rất tốt cũng không thể tìm thấy. Hắn đi một lúc rồi ngừng lại, nghỉ chân nhìn lại mấy kiến trúc xa lạ rồi mới tiếp tục tiến lên, cứ làm như thế rất nhiều lần. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Trần Mộc đi tới thành Viên Long ở một đời trước. Hắn đã từng đi tới thành trì này, chỉ có điều thành Viên Long khi đó không có tên gọi này mà gọi là thành Viên Tinh. Mãi đến tận khi Thương Long Tông sụp đổ ở nơi này, tòa thành trì cổ xưa đó mới đổi tên thành thành Viên Long. Trải qua một hồi đi vòng quanh, Trần Mộc mới dẫn mấy người Hàn Giang tuyết đi sang một hẻm nhỏ, người ở đây thưa thớt vô cùng so với khu náo nhiệt ngoài kia, nơi này càng giống như là một khu không người. Khoảng sau 20 phút, Trần Mộc dừng lại trước một quán rượu với mặt tường cổ xưa và cũ nát. Quán rượu này có diện tích rất lớn, nhưng dấu vết của năm tháng để lại những vết loang lổ trên mặt tường, rêu phong bám đầy trên mái nhà, cỏ dại mọc hoang, toát lên vẻ điêu tàn cánh cửa lớn của quán rượu kẽo kẹt đung đưa trong gió, như thể có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. "Ngươi nói chỗ này sao?" Hàn Giang Tuyết kinh ngạc nhìn về phía Trần Mộc. Bên trong quán rượu nhỏ bé tồi tàn này không có một bóng người, hình như là đã đóng cửa. Bọn họ sẽ tìm được manh mối gì ở đây chứ? Trần Mộc không nói gì, chỉ nhìn quán rượu này chăm chú nhìn quán rượu nhỏ trong ký ức, hắn cũng không biết người kia còn ở đây không. Sau đó, hắn bước ra, đi vào trong quán trong quán rượu không có một bóng người, chỉ có mấy chiếc ghế gỗ đào bám bụi còn bày trong sảnh. Còn ở phía sau, là cánh rừng phong san sát rợp bóng. Bây giờ đang là mùa thu, lá phong vàng rực đã dần tan, gió nhẹ nhàng thổi qua khiến lá rơi như sao trời phủ kín con đường đầy đá vụn trong buổi chiều yên tĩnh ấy ánh mặt trời ấm áp chiếu xuyên qua từng cái lá như khoác lên một lớp áo đỏ hồng rực lửa làm tăng thêm vẻ đẹp của khung cảnh nơi này như thế ngoại đào nguyên cách xa chốn đô thị phố hoa trong cổ thành xa những ồn ào và náo động chỉ còn tháng năm lắng động tại nơi đây không có bóng dao bóng kiếm không có ân oán giang hồ ở đây chỉ còn sự thong dong nhàn nhã thế nhưng không biết tại sao Hàn Giang Tuyết lại cảm nhận được sự lạnh lẽo và cô đơn trong cái nhà nhà ấy. Ngoài cánh rừng phong và mấy cái ghế, trên bức tường loang lổ ngoài sảnh còn treo một bức tranh chân dung. Người bên trong bức tranh là một thiếu niên mặc áo trắng, bộ đồ trên người hắn ta là vải thô, thậm chí còn rách vài lỗ, khâu khâu vá vá từ những chi tiết thể hiện, nhìn như con nhà nghèo. Hắn ta đeo một thanh kiếm trên lưng, thanh kiếm kia được vẽ vô cùng tinh tế, như khắc thành từ một thanh củi hắn ta đeo trên lưng, nhìn rất giống một kiếm khách thiếu niên ôm mộng giang hồ. Tuy nhiên, có một điều bất thường là trong bức chân dung này, mọi chi tiết đều được khắc họa rất tinh tế, chỉ trừ gương mặt. Không biết do chủ nhân bức tranh cố ý hay bức chân dung này chưa được hoàn thiện, khiến người ta khó mà nhìn rõ được dung mạo của người trong bức tranh. Ngay khi sự chú ý của tất cả mọi người bị bức tranh kia thu hút, giọng nói trẻ con của một cô bé đột nhiên vang lên phía sau, "Các vị muốn uống rượu ư?" Ừ. Nghe thấy tiếng nói Đám người Hàn Giang Tuyết giật nảy mình, lập tức quay qua nhìn với vẻ mặt cảnh giác đám bọn họ đều là võ giả với thực lực cường đại, nhưng đối phương lại xuất hiện sau lưng mà thần không biết quỷ không hay, hiển nhiên đó cũng là một cường giả võ đạo. Tuy nhiên, điều làm họ ngạc nhiên là khi vừa quay đầu lại, bọn họ ngẩn người. Người xuất hiện trước mặt họ không phải là một cường giả võ đạo, mà là một cô bé khoảng 7, 8 tuổi. Cô bé mặc một chiếc váy đen, với mái tóc đen xõa xuống vai, đôi mắt sâu như hai viên ngọc đen nhánh thản nhiên nhìn bọn họ hai tay chắp ra sau lưng luồng khí thế uy nghiêm mơ hồ toát ra từ thân hình bé nhỏ của nàng ấy ngươi là ai hàn giang tuyết kinh ngạc nhìn miệng hỏi nhưng rồi lại ngẩn người bởi cô bé mang đến một cảm giác kỳ lạ cực kỳ mãnh liệt toàn thây nàng ấy đều màu đen hơn nữa tuy nhìn chỉ mới bảy tám tuổi nhưng khí chất già dặn trên người lại không hợp với vẻ ngoài chút nào đây rốt cuộc là ai vậy ồ ngươi vẫn còn ở đây à ta còn tưởng ngươi đi rồi chứ phía sau hàn giang tuyết trần mộc đi tới khẽ mỉm cười giơ tay lên chào nàng cô bé mặc áo đen ngẩng đầu đôi mắt đen như ngọc thờ ơ nhìn trần mộc sau đó lạnh lùng nói a à huyền ngươi đến rồi ư lâu rồi không gặp a à huyền hạ chỉ lan nghe thấy cái tên này thì nhìn trần mộc với vẻ kỳ lạ cái tên này là chỉ trần mộc ư bọn họ có thể nhìn ra được trần mộc và cô bé áo đen này quen nhau không phải ngày đầu tiên mà giống như bạn cũ trần mộc cười nhạt hắn không hề ngạc nhiên khi thấy nàng ấy nhận ra mình đừng nói là hắn mới chỉ thay đổi một cơ thể khác dù bây giờ hắn có thay đổi hoàn toàn cô bé mặc váy đen vẫn có thể nhận ra hắn ngay vì đến cảnh giới như nàng ấy đôi mắt đã nhìn vào sâu bên trong linh hồn bất kỳ bí mật nào đều không có chỗ giấu trước mặt nàng ấy còn rượu hầu đào không lâu rồi không uống cầm một bình qua đây đi trần mộc cười hỏi ngồi đi cô bé mặc váy đen thản nhiên nói Thái độ thờ ơ như cũ không thay đổi, cũng không vì ai mà thay đổi. Trình Vũ Hiên liếc nhìn bụi trên bàn, sau đó nhìn cô bé kia, nhưng nàng ấy không hề có ý định lau bụi đi, mà đi vào căn nhà nhỏ sâu trong rừng phòng. Vẻ mặt Trình Vũ Hiên có hơi cứng lại, sau đó nàng ta cười khổ, đành phải lấy khăn tay ra lau bụi trên bàn rượu. Trần Mộc, đây là bạn của ngươi sao? Nàng ấy là chủ quán rượu này ư? Sao nàng ấy lại trông như vậy? Nhìn kiểu gì cũng không giống người bình thường. Trình Vũ Hiên có một đống câu hỏi thắc mắc, một hơi hỏi ra hết. Không chỉ có Trình Vũ Hiên, cả Hạ Chỉ Lan và Hàn Giang Tuyết đều hoang mang nhìn về phía Trần Mộc, như thể đợi hắn trả lời. Trần Mộc mỉm cười gật đầu nói, nàng ấy là bạn của ta, đồng thời là chủ quán rượu này lúc nào nàng ấy cũng lạnh lùng như vậy, các ngươi đừng để ý. Ở trước mặt nàng, không ngờ ta lại có cảm giác lo lắng và hốt hoảng. Hàn Giang Tuyết nặng nề lên tiếng. Nghe vậy, cả Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan đều tập trung vì chính bọn họ cũng có cảm giác như thế khi đối mặt với người kia rõ ràng chỉ là một cô bé 7, 8 tuổi, nhưng không hiểu sao bọn họ lại thấy hoảng loạn. Hàn Giang Tuyết bây giờ đã là cường giả cảnh giới vạn pháp, dù trước mặt tông chủ, nàng ta cũng không lo lắng đến vậy, nhưng không ngờ lại thấp thỏm trước mặt cô bé mặc váy đen thần bí. Trần Mộc, rốt cuộc nàng ta là. Hàn Giang Tuyết há miệng thở dốc, định hỏi thêm gì đó. Nhưng lúc này, Trần Mộc lại đột nhiên giơ tay cản nàng ta lại, nhỏ giọng, đừng hỏi ba người hàn giang tuyết đều nhìn trần mộc sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng hiển nhiên trần mộc cũng không muốn giải thích hay giới thiệu thêm về cô bé áo đen chẳng bao lâu sau cô bé áo đen lại quay trở lại trên tay nàng ấy còn cầm theo một bình rượu tuy bình rượu này có vẻ còn to hơn nàng ấy nhưng cánh tay nhỏ nhắn của nàng bưng nó lên chẳng tốn chút sức nào thản nhiên bước tới đặt lên bàn trần mộc mở nắp vò rượu chỉ một lúc sau hương rượu thuần khiết đã tỏa khắp nơi thấm vào lòng người lừng lơ trong không khí chỉ cần hít một hơi thôi cũng đủ khiến người ta say mê trong đó không thể kiềm chế nổi thơm quá hạ chỉ lan vừa ngửi thấy hương rượu đã lên tiếng tán thưởng chỉ cần ngửi mùi hương đã thấy nó còn thuần khiết hơn bất cứ loại rượu nào trong linh tiêu tông hàn giang tuyết nhíu đôi mày đẹp nàng ta phải thật lòng thừa nhận dù là rượu của nàng ta cũng không thể so sánh được với bình rượu trước mắt đúng là khác nhau như trời với đất rượu ngon là gì đây mới gọi là rượu ngon vẫn là vị này, được đó. Trần Mộc cười tuét miệng. Sau đó, Trần Mộc bê bình rượu lên, rót cho một người một chén, sau đó nhìn về phía cô gái mặc váy đen đang ngồi trên xích đu nhàn nhã cách đó không xa, a lộ, có muốn uống một chén không? Thôi, các ngươi uống đi. Cô bé áo đen nhắm mắt lại, như thể nằm yên, không muốn nhúc nhích. Trần Mộc nghe vậy mỉm cười, không kiên trì nữa, cầm chén rượu lên uống chỉ có rượu hầu đào này uống uống vào mới thoải mái thôi. Hạ Chỉ Lan và Trình Vũ Hiên đã nóng lòng bưng chén rượu lên uống rượu ngon thế này, chỉ cần được nếm một ngụm thôi đã là chuyện may mắn nhất thế gian. Hàn Giang Tuyết lại khác, nàng ta bưng chén rượu trên đôi tay ngọc nhưng không uống, còn hỏi lại, "Trần Mộc, lúc trước ngươi nói đưa ta đến đây tìm manh mối, bây giờ là uống rượu, ngươi?" Trần Mộc cười khẽ, nhỏ giọng đáp, "Không sao, cứ để manh mối sang một bên trước, ngươi cứ nếm thử rượu đi, tin ta." Hàn Giang Tuyết nhìn chăm chú vào mắt hắn một lúc sau, nàng ta không nói thêm gì nữa giãn đôi mày thoải mái uống hết nếu trần mộc nói sẽ giúp nàng ta vậy nàng ta tin trần mộc sẽ làm được gió chiều thổi nhẹ nhàng trong quán rượu hương rượu thuần khía tỏa ra từ phía chẳng bao lâu sau một thùng rượu đã bị bốn người họ uống hết tám phần không biết từ bao giờ hạ chỉ lan và trình vũ hiên đã say nằm gục xuống bàn gương mặt ửng hồng như hoa đào vô cùng quyến rũ còn người cảnh giới vạn pháp như hàn giang tuyết thì mơ màng lan ra đất ngủ khóe miệng ôm nụ cười thỏa mãn sau khi say người còn tỉnh táo trong sân chỉ còn trần mộc tử lượng chỉ vậy thôi ư kém quá trần mộc cười khẽ trong lòng khinh thường ba cô gái ngươi cũng chẳng khá hơn là bao nếu không nuốt thánh đạo quả có hồn lực hai đời chỉ sợ ngươi cũng gục xuống rồi cô bé mặc váy đen vốn đang nhàn nhã hưởng thụ cơn gió chiều không biết đã đứng dậy từ bao giờ đi tới trước mặt trần mộc nàng ấy ngồi xuống miệng nhếch lên đầy khinh bỉ có lẽ chỉ có ở trước mặt trần mộc nàng ấy mới có những vẻ mặt khác ngoài thờ ơ tốt xấu gì cũng giữ ít mặt mũi cho ta chứ ta cũng biết sĩ diện chứ trần mộc tức giận mắng nàng ai ngờ cô bé mặc váy đen cười nhạt con ngươi đen như ngọc nhìn vào hắn chăm chú ngàn năm không gặp ngươi biến hóa nhiều thật đấy diệp bắc huyền ngay giây phút cô bé mặc váy đen nhìn thấy trần mộc nàng ấy đã biết được thân phận thực sự của trần mộc mặc dù đã sống lại một đời thân thể của trần mộc cũng đã thay đổi hắn nhưng linh hồn quen thuộc đó vẫn không thoát khỏi sự nhìn thấu của nàng ấy. So với cái tên Diệp Bắc Huyền này, ta quen nhóc gọi ta là A Huyền hơn, ta cũng quen thuộc gọi nhóc là A Lộ." Trần Mộc cười nói. "Ở một đời trước, hai người họ cũng gọi nhau như vậy. Cho dù tính cả kiếp trước thì tuổi của ngươi cũng nhỏ hơn tuổi ta, gọi ta là A Lộ mà ngươi thấy ổn à?" A Lộ tức giận nói. Trần Mộc nhếch miệng nở nụ cười, "Gọi A Lộ dễ nghe mà, rất thích hợp với hình tượng bây giờ của cô." A lộ lườm hắn một cái, không biết phải làm gì. Trần Mộc cười nhạt, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân dung của thiếu niên đeo kiếm đang treo trên vách tường. Hắn nhíu mày, nặng nề nói, cô đã chờ lâu như vậy mà vẫn chưa hết hy vọng nữa sao. Bức vẽ này đã qua cả ngàn năm, cho dù không chạm vào, nhưng phía trên mặt không bám nhiều cho bụi. Rõ ràng, tổng ngàn năm qua, mỗi ngày, cô bé mặc váy đen đều cẩn thận chùi dọn nó. Cô bé mặc váy đen hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía chân dung thiếu niên đeo kiếm gỗ được treo trên vách tường kia đôi đồng tử đen láy như ngọc thô chưa mài rũa trong veo bất giác lóe lên vẻ tăng thương không phù hợp với độ tuổi này của nàng ấy hắn vẫn chưa chết ta tin là vậy chắc chắn hắn sẽ trở lại hắn đã từng hứa với ta như vậy chính miệng hắn bảo đảm mà cô bé kiên định nói vào lúc này đây thời gian như đảo ngược quay về khu rừng phong ngày ấy một bóng người nhỏ bé đuổi theo mà ở trước mặt nàng là một thiếu niên đang dẫm lá phong rơi đeo thanh kiếm gỗ và mơ ước trở thành một kiếm khách tự tin và mạnh mẽ. A lộ, nàng nhớ người đầu tiên gọi nàng như vậy không phải là cha mẹ mà là ca của nàng. Trong màn lá phong rơi là tả đầy trời đó, bóng dáng thiếu niên cao ngất lớn lao trong mắt nàng đến vậy, lá cây màu đỏ rực được hắn siết trong tay, khóe miệng cười thoải mái. A lộ, nghe nói bắc kiếm tông năm nay sẽ mở cửa nhận đệ tử, với tư chất của ta chắc chắn có thể trở thành một cao thủ kiếm đạo. Đến lúc đó ca dẫn muội đi hành hiệp trượng nghĩa, du lịch thiên hạ, có được không? Thiếu niên xoa đầu bé gái dính đầy bùn, bẩn thỉu trước mặt, khẽ cười nói. Ca ơi, vậy lúc nào thì ca trở về thế? Bé gái tỏ rõ vẻ không nỡ, viền mắt rưng rưng. Rất nhanh thôi, với tư chất của ta, nhiều nhất là ba năm, nhất định ta sẽ trở về. Đến lúc đó chắc chắn ta sẽ mang cho muội rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon. Muội phải bảo vệ quán rượu và ba mẹ ở đây, không cho phép gây sự, phải nghe lời đạp oai, nhớ không? Thiếu niên nhẹ giọng nói được ạ à, ca ơi nhất định ca phải nhanh quay về sau đó chúng ta cùng nhau đi du lịch thiên hạ hành hiệp trượng nghĩa nhé bé gái cười hì hì trong ánh mắt trong suốt ngây thơ đó tràn ngập vẻ chờ mong của nàng về tương lai được thiếu niên xoa vết bùn trên người cô bé nhỏ hắn đeo kiếm gỗ xoay người đi sang một hướng khớp trong rừng phong bé gái đứng yên tại chỗ cứ kinh ngạc như vậy nhìn thiếu niên kiên định và tràn đầy tự tin đó giữa màn mưa lá phong bồng bềnh ấy hắn rời khỏi tầm mắt của nàng Nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng, chuyến đi đó của thiếu niên đâu chỉ mất 3 năm, mà là vĩnh viễn. Mà khung cảnh đó cũng trở thành ký ức vĩnh hằng duy nhất trong lòng nàng. Mấy năm sau, cha mẹ tuổi già lần lượt qua đời, chỉ còn lại một mình A Lộ. Mà mỗi ngày A Lộ đều ở lại bảo vệ quán rượu nhỏ này, khi nhận hạ nàng cứ ngồi trước cửa như vậy, ngóng trông mong mỏi ca của nàng quay về. Thế nhưng, cho dù nàng có chờ bao lâu, trong ký ức của nàng, trên đường rừng đầy cây phong đó, Thiếu niên với nụ cười tràn đầy tự tin kia vẫn chưa từng xuất hiện. Sau đó, đại quốc phân tranh, ngọn lửa chiến tranh lan tràn đến thành Viên Tinh, ngựa của thiết kỵ quân dẫm đạp, cửa thành bị phá, A Lộ bất đắc dĩ phải ôm toàn bộ số tiền, bước vào con đường tu đạo Bắc Kiếm Tông. Nàng không giống như ca ca của mình, tư chất của nàng mới là tư chất vô song ngàn năm hiếm thấy. Nhờ tư chất và linh căn của mình, nàng bước chân vào Bắc Kiếm Tông, trở thành đệ tử của Bắc Kiếm Tông, nhưng sau khi đi tới Bắc Kiếm Tông rồi, nàng mới biết Năm đó bởi vì thiên phú của ca ca không đủ, hắn bị bắc kiếm tông chặn lại ngoài cửa, không thấy tăm hơi. Tất cả mọi người đều không biết thiếu niên ham hở tự tin ngày đó đã đi đến nơi nào, có lẽ là vì chịu đả kích nên đã sớm tự sinh tự diệt. Thế nhưng A Lộ tin chắc ca của mình sẽ không dễ dàng thất bại như thế này. Để tìm được ca, nàng hô đồ thỏa thuận rồi bắt đầu luyện tập điên cuồng. Một đường quét ngang tất cả các thiên tài nhờ vào thiên tư của chính mình, sau đó nàng trở thành trí cường giả đứng đầu thiên hạ nhưng mà cho dù nàng đã tìm khắp đại lục thiên vũ nàng vẫn không tìm được bóng dáng thiếu niên đeo kiếm gỗ kia sau đó nữa nàng bước vào hư thần giới thậm chí còn cả ba ngàn thế giới thần vực trở thành một nhân vật lớn trong thiên địa thế nhưng trong cõi lòng nhỏ bé của nàng vẫn chưa bao giờ quên bóng dáng thiếu niên sáng sủa dạng người đó dần dần không biết đã bao năm qua đi a lộ từ lâu đã bước vào cảnh giới thánh nhân rốt cục nàng cũng cảm thấy cô độc lạnh lẽo vô cùng sau đó nàng lại trở về quán rượu nhỏ này Sử dụng đại thần thông để phản thai đúc lại cơ thể của mình, trở thành bé gái 78 tuổi năm đó. Tất cả những điều này chỉ là vì chờ đợi thiếu niên trong ký ức trở về, hắn vẫn có thể nhận ra mình. Chỉ là năm tháng trôi qua, lâu đến mức dường như lộ cũng đã sắp quên khuôn mặt của thiếu niên lúc trước, chỉ còn lưu lại chút ấn tượng mơ hồ. Ánh mắt Trần Mộc nhìn bức vẽ này, có lúc hắn không khỏi cảm khái, một hạt giống trồng trong lòng khi còn trẻ sẽ dần dần nảy mầm lớn lên, ảnh hưởng đến con người khi còn sống. A à, Huyền à, lần này ngươi tới tìm ta có chuyện gì vậy? A Lộ đưa mắt nhìn bàn rượu, có ba cô gái đã say đến mức nằm bẹp. Nàng hơi nhướng mày, cười trêu nhìn Trần Mộc. A à, Huyền này, ngươi cũng được lắm đấy. Ta không thể nhìn ngươi với cặp mắt ngày xưa được rồi. Ba cô gái này đều tuyệt sắc, vậy mà lại mặc cho ngươi sắp xếp. Không lẽ ngươi định biến quán rượu này của ta thành nhà ấm trồng hoa miễn phí đó hả? Trần Mộc giật giật khóe môi, cô không thể nói chuyện bình thường được à? cứ âm dương quái khí như vậy ta thấy không quen đâu a lộ lườm hắn một cái thản nhiên nói nói đi tìm ta có chuyện gì không có việc thì không lên tam bảo nếu trần mộc tới đây một mình có lẽ a lộ còn tin trần mộc đang lại đây uống rượu nhưng thằng nhóc này lại dẫn theo ba cô gái lại đây chỉ sợ là có việc muốn nhờ nàng giúp đỡ muốn cô tìm giúp ta một người chuyện này chắc chắn là cô sẽ làm được trần mộc cười nói vì tìm ca của mình a lộ từng sông pha khắp đại lục thiên vũ ngay cả ba ngàn thế giới thần vực cũng bị nàng ấy lật lên toàn bộ thần thông vô cùng nếu nhờ nàng ấy tìm lăng thiên vũ thì quả thực đơn giản giống như ăn cơm uống nước vậy dựa vào đâu a lộ liếc hắn một cái tức giận nói ngươi chơi không nhiều rượu đào hầu của ta như vậy ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu bây giờ ngươi còn muốn ta giúp ngươi tìm người ngươi cho rằng ngươi là cha của ta à này trần mộc đáp lại A Lộ sững sờ một lúc. Sau đó, cô bé tựa hồ ý thức được điều gì đó, hai má bỗng nhiên đỏ bừng, trong đôi mắt đen như ngọc dâng lên lửa giận, trực tiếp tung ra một trường. Không gian rung chuyển, Trần Mộc còn chưa kịp phản ứng, một luồng sức mạnh kinh khủng vặn vẹo không gian, thổi quét về phía hắn, lập tức, thân thể của hắn bắn mạnh ra như một viên đạn pháo, đập mạnh vào bức tường phía sau. Trần Mộc phun ra một ngụm máu, đạp ngựa, ngươi nghiêm túc sao? A Lộ. A Lộ đứng lên, trên môi nở nụ cười đắc ý thân thể nhỏ nhắn rõ ràng thấp hơn trần mộc hơn nửa cái đầu nhưng lại tràn đầy uy nghiêm tiểu tử muốn lợi dụng bà gì của ngươi sao không tự nhìn lại xem mình mấy cân mấy lượng a lộ chống tay lên hông nở nụ cười đắc ý cười rất vui vẻ có giỏi thì đừng dùng cảnh giới để áp đảo người khác tới đây đấu kiếm thuật đi trần mộc đứng dậy tức giận nói một số kiếm thuật của ngươi là do ta đã dạy cho ngươi ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh đó sao A Lộ nhìn Trần Mộc với nụ cười tà ác trên mặt, cô bé thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn bộ dạng của một tên tiểu nhân đắc chí. Trần Mộc bất đắc dĩ nhếch miệng cười, "Thôi, coi như ta thua." Tuy nhiên, so với A Lộ vẫn luôn lạnh lùng trước đây, A Lộ vui tươi đùa dỡn như bây giờ, dường như mới là bộ mặt chân thật nhất của cô bé. Cô bé đã canh gác quán rượu ở đây mấy nghìn năm, hắn cũng có thể thấy rằng khi ai đó đùa giỡn với A Lộ, A Lộ sẽ rất vui vẻ từ tận đáy lòng. "Mang đồ vật đến đây đi." Đúng là hời cho tiểu tử ngươi rồi." A Lộ duỗi đôi bàn tay non nớt của mình ra, nhẹ nhàng nói. Trần Mộc cười nhạt, lấy ra một đoạn kiếm gãy mà Hàn Giang Tuyết đã đưa cho hắn trước đó, nhìn A Lộ rồi đưa nó qua cho cô bé. A Lộ đã từng tu luyện một phép thần thông mạnh, có thể dựa trên một đồ vật mà một người đã sử dụng trong cuộc sống của mình để tìm thấy hơi thở và vị trí của người đó. Nhưng phép thần thông này có một nhược điểm, đó là phép thần thông này không thể tìm được một người đã chết. Sở dĩ cô bé mãi mãi không tìm được ca ca của mình chính là vì nguyên nhân này, ngay cả loại thần thông mạnh như vậy mà vẫn không tìm được. Ca ca của cô bé chắc hẳn là đã chết, nhưng cô bé lại kiên định cho rằng ca ca của cô bé sẽ không chết. Cho nên cho đến bây giờ, cô bé vẫn kiên quyết canh giữ ở quán rượu này, chỉ để đợi ca ca của cô bé trở về. Có được thanh kiếm gãy. Vào lúc này một quả cầu ánh sáng tối tăm có hình dạng như ngọn lửa hắc ám vụt lên trong lòng bàn tay của a lộ quả cầu ánh sáng u ám này không phải là linh lực mà giống như một loại sức mạnh linh hồn hơn khi quả cầu ánh sáng mờ ảo nổi lên trần mộc cảm thấy linh hồn của mình cũng đang run rẩy trần mộc chưa kịp phản ứng tâm trí của a lộ đã chuyển động cô bé đem ánh sáng mờ ảo này rót vào đoạn kiếm gãy trong tích tắc đoạn kiếm gãy phát ra âm thanh vù vù và run rẩy dữ dội như thể nó có một luồng khí bí ẩn nào đó đang được rút ra nhanh chóng. Sau đó, A Lộ từ từ nhắm mắt lại. Thần thức được giải phóng và mở rộng vô tận. Vào lúc này, không gian xung quanh cô bé đang dao động, Trần Mộc có thể cảm nhận được một sức mạnh linh hồn mạnh mẽ khó tả đang được giải phóng từ cơ thể nhỏ nhắn của A Lộ. Ngay cả Trần Mộc cũng không biết thực lực của A Lộ mạnh đến mức nào, hắn chỉ biết rằng cô bé là một nhân vật lợi hại đã bước vào cảnh giới thánh nhân. Thần thức của cảnh giới thánh nhân thì đừng nói đến một vùng đất nhỏ bé như Nam Châu cho dù là bao trùm toàn bộ đại lục thiên võ cô bé cũng có thể làm được a lộ lần theo hơi thở trên đoạn kiếm gãy này sử dụng thần thức để nhanh chóng tìm kiếm trần mộc thì yên lặng chờ đợi cuộc tìm kiếm này không kéo dài bao lâu sau khoảng thời gian nửa nén nhang a lộ lại mở mắt ra sao rồi tìm được rồi à trần mộc hỏi sắc mặt a lộ lạnh nhạt lắc đầu nói hơi thở của hắn đã bị cắt đứt ít nhất là ở đại lục thiên võ này đã không thể phát hiện được hơi thở của hắn Nghe vậy, Trần Mộc cau mày, hắn không hề nghi ngờ năng lực của A Lộ, cô bé nói hơi thở của hắn đã không còn ở Thiên Võ Đại Lục, vậy chắc chắn là thật sự không có. Với thực lực của đệ tử như Lăng Thiên Vũ, tuyệt đối không thể phá vỡ hư không, bước vào hư thần giới. Vậy chỉ có một khả năng, đám người Lăng Thiên Vũ đã chết rồi. Trả lại cho ngươi, A Lộ đem đoạn kiếm gãy trả lại cho Trần Mộc. Trần Mộc cầm lấy đoạn kiếm gãy, liếc nhìn Hàn Giang Tuyết vẫn đang ngủ say bên trong, trong lòng có chút tiếc nuối liền đem đoạn kiếm gãy bỏ vào nhẫn không gian trước. Mà này, vừa lúc ngươi đến đây, gần đây ta phát hiện ra một chuyện, A Lộ đột nhiên nói. Sao vậy? Trần Mộc khó hiểu liếc nhìn A Lộ. A Lộ trả lời, ngươi có còn nhớ thiên ma cung không? Năm đó ngươi đã tiêu diệt toàn bộ tông môn của bọn họ, nhưng vẫn có một số dư nghiệt trốn thoát, gần đây bọn họ dường như đã khôi phục lại. Lại đang manh nha gì đó, có lẽ lại đang có ý định tu luyện một loại cửu âm cửu dương kỳ lân công gì đấy. Nghe vậy, trong mắt Trần Mộc hiện lên một tia sáng lạnh lùng, ta biết, lúc trước khi ta ở Ninh Quốc đã tình cờ gặp được người của bọn họ. Ta nghĩ hiện tại tàn dư của Thiên Ma Cung đã giải rác khắp nơi, thậm chí rất có thể đã thâm nhập vào ba đại tông môn. Khi nói chuyện, Trần Mộc hơi nắm chặt lòng bàn tay, cùng với ánh sáng lập lòe của chiếc nhẫn không gian, một quả cầu mấu có mấu nóng đang chuyển động trong đó, xuất hiện trong tay hắn. Quả cầu mấu kỳ lân, nhìn thấy quả cầu mấu này, trong mắt A Lộ cũng hiện lên một tia lạnh lẽo. Quả cầu mấu kỳ lân cần phải được luyện chế bằng mấu của trẻ con. Đây là vật phẩm cần có để tu luyện cửu âm cửu dương kỳ lân công. Đánh giá từ kích thước của quả cầu mấu kỳ lân trước mặt, quả cầu này phải cần ít nhất mấu của hai vạn trẻ sơ sinh để tạo thành. Ta tìm được quả cầu mấu kỳ lân này trong di tích của đại trưởng lão thất huyền tông. Ta nghĩ đại trưởng lão của thất huyền tông này nhất định đã cấu kết với tàn dư của thiên ma cung. Xem ra đám khó nạn thiên ma cung này vẫn không rút ra bài học xương mấu. Trần Mộc cầm quả cầu mấu kỳ lân này trong tay, vẻ mặt dần dần trở nên hung ác. Sát khí lạnh thấu xương. Kiếp trước hắn đã rớt chớt toàn bộ tông môn trong thiên ma cung, nhưng vẫn để cho một ít tàn dư chạy trốn, nhưng không ngờ rằng bây giờ lại thực sự dẫn đến tai họa. Với thực lực hiện tại của ngươi, e rằng sẽ khó đối phó bọn họ, A Lộ trầm giọng nói. Kiếp trước, Trần Mộc có thể tiêu diệt toàn bộ tông môn thiên ma cung là do hắn có đủ thực lực, nhưng hiện tại, Trần Mộc chỉ mới đạt cảnh giới thông thiên tầng 4 không sao cho ta nửa năm ta vẫn có thể rớt chớt hết bọn họ trần mộc lạnh lùng nói nhìn thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của trần mộc a lộ mỉm cười cô bé biết trần mộc hận nhất là những người của thiên ma cung ở chỗ ta có một thứ đồ tốt ngươi có muốn lấy không a lộ mỉm cười nhẹ nhàng hỏi cái gì trần mộc cau mày bản đồ di tích của thương long tông a lộ nhếch miệng cười nói vừa rồi ở bình nguyên thiên khôi phía đông long thành xảy ra dị tượng ta cảm nhận được là hàng rào không gian của thương long tông không thể giữ vững được nữa có lẽ di tích sắp hiện thế rồi ngươi có hứng thú không a lộ cười khẽ với thực lực hiện tại của a lộ lộ thì di tích thương long tông hoàn toàn chẳng thể lọt vào mắt cô bé kiếp trước là diệp bắc huyền hắn không thèm đếm xỉa những thứ này nhưng hiện tại là trần mộc chuyển thế tái sinh những tài nguyên này có thể giúp hắn nâng cao thực lực ngươi có manh mối trần mộc kinh ngạc nhưng hắn vừa hỏi ra là đã cảm thấy câu hỏi này có chút khờ dại với thần thức của a lộ bình nguyên thiên khôi lại gần như vậy sao có thể không phát hiện manh mối a lộ không đáp mà mở lòng bàn tay tia sáng lấp lóe rồi một cuộn da cừu xuất hiện cô bé nói đây là bản đồ mà ta dùng thần thức dò xét di tích thương long tông vẽ ra dạo này long thành rất náo nhiệt nhiều thế lực đều chạy tới đây ta nghĩ chắc cũng vì di tích này thôi sự cạnh tranh không nhỏ ngươi còn muốn không trần mộc nhìn cuộn da cừu im lặng một hồi rồi nhận lấy, cười nói, tuy ta biết ngươi không thích nghe câu này nhưng ta vẫn muốn nói, cảm ơn. Hắn và A Lộ đã quen biết nhau rất lâu rồi. Hai người vừa là thầy vừa là bạn, kiếp trước Trần Mộc từng được A Lộ chỉ dạy một chút về kiếm đạo nhưng điều này không có nghĩa giữa họ có lợi ích hay tình cảm đặc biệt gì. A Lộ lại vẫn bằng lòng nể tình bạn cũ đó mà giúp hắn nhiều lần. Trên người của ta không có gì, cũng không có đồ để tặng, ta còn hai cái thận, ngươi lấy không, Trần Mộc khẽ cười. Cút, A Lộ cười mắng một tiếng. Uống xong thì đi nhanh đi, đừng quấy rầy sự thanh tịnh của ta, tiện thể Thiên Ma cung cũng giao cho ngươi giải quyết luôn. Trần Mộc cười, không thành vấn đề. Trạng vạng tối, mặt trời dần xuống núi. Hàn Giang Tuyết, Trình Vũ Hiên, Hạ Chỉ Lan lần lượt tỉnh lại, thấy sắc trời đã u ám, họ dụi mắt. Tiếp theo, họ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng thanh thoát như mới tắm rửa sạch sẽ, mọi mệt mỏi đã tan biến, vô cùng có sức sống cuối cùng mọi người cũng tỉnh lại. Trần Mộc ngồi đối diện nhìn họ mỉm cười. Vừa rồi là rượu gì thế, Hàn Giang Tuyết không khỏi hoảng hốt. Chính nàng ta cũng không biết mình đã ngủ mất lúc nào, nên biết nàng ta là cường giả vạn pháp đó. Dù rót cả 10 thùng rượu thì cũng chưa chắc làm nàng ta ngủ được, nhưng rượu hầu đào này lại chúc nàng ta say tới bất tỉnh sau chỉ vài chén. Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan đều không nhịn được mà siết chặt tay, hiện tại họ cảm thấy linh lực vô cùng nhẹ nhàng, dễ dàng thúc giục hơn trước rượu hầu đào này không phải rượu bình thường hạ chỉ lan có chút vui mừng nhìn sang trần mộc thảo nào trần mộc không ngừng rót rồi bảo họ uống hết trước đó trần mộc chỉ có bị chuốc rượu sao có thể đi chuốc say người khác giờ họ mới nhận ra rượu này có chút đặc biệt cô gái váy đen kia đâu hàn giang tuyết nhìn quanh quán rượu nhưng không thấy cô bé xinh xắn kia đâu trần mộc không đáp mà đứng dậy vươn vai rồi nhìn bóng đêm bên ngoài đi nào trời không còn sớm chúng ta nên rời khỏi đây Hàn Giang Tuyết nhớ mày, trong lòng còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng nghĩ tới việc quán rượu này quá thần bí, một cường giả vạn pháp như nàng ta cũng không dám nán lại, chỉ có thể theo gót Trần Mộc rời đi. Bốn người đi khỏi quán, không lập tức ra khỏi thành mà trong màn đêm, Trần Mộc tìm một khách điếm, tạm thời ở tạm. Trong căn phóng lớn có ngọn đèn dầu chập chờn. Bốn người ngồi xếp bằng, quay mặt với nhau, Trần Mộc lấy thanh kiếm gãy ra trả cho Hàn Giang Tuyết, trả lại cho ngươi, Tiện thể báo một tin không tốt là Lăng Thiên Vũ chết rồi. Chết rồi, Hàn Giang Tuyết cảm thấy hơi khó tin, sao có thể? Sao ngươi biết hắn đã chết, chúng ta còn chưa tìm đến mà. Chủ quán rượu đã tìm giúp chúng ta, trên đại lục Thiên Võ đã không còn hơi thở của Lăng Thiên Vũ nữa, nên hắn đã chết." Trần Mộc lắc đầu, tiếc nuối thở dài. Sao có thể thế được? Hàn Giang Tuyết cắn răng, trên mặt lộ ra sự buồn bã. Tuy trong lòng đã đoán được nhưng giờ nghe chính miệng Trần Mộc nói nàng ta vẫn cảm thấy khó chịu. Quán rượu thần bí thế nào, chính Hàn Giang Tuyết đã tự mình trải nghiệm, chỉ với hai ba ly rượu đã khiến bản thân say túy lúy. Thêm cả cô gái váy đen và thực lực làm cho người ta bất an của đối phương, không cần Trần Mộc nói, nàng ta cũng biết đối phương không đơn giản. Vậy kế tiếp thì sao? Chúng ta về tông môn à? Hạ chỉ lân ngẩng đầu nhìn Trần Mộc, không biết làm gì tiếp theo. Trịnh Vũ Hiên tức núi thở dài, hiển nhiên mọi người cũng không đoán được mình mang theo hy vọng tới nhưng kết quả lại như vậy. Có lẽ đây số phận của họ rồi, Hàn Giang tuyết cúi đầu khẽ nói. Con đường theo đuổi võ đạo không hề thuận lợi, giữa đường chớt non là kết cục của nhiều thiên tài, họ như cát ở biển, nhiều vô tận, người có thể đi tới cuối thì không thể thiếu cả số phận và thực lực. Như tông môn lớn mạnh phồn vinh mấy nghìn năm thương vân tông thì vẫn có ngày sụp đổ, huống chi là người. Trong tay ta có thứ tốt, không biết các vị có dám đi không, Trần Mộc chợt lên tiếng. Tiếp theo, hắn mở lòng bàn tay ra, một cuộn da cừu lóe lên. Đây là gì?" Trình Vũ hiên hỏi. "Bản đồ di tích Thương Long Tông." Trần Mộc nghiêm túc nói. Trong tích tắc, không khí bỗng im lặng vô cùng. Ánh đèn chập chờn chiếu ra biểu cảm khó tin của ba cô gái. Dù là Hàn Giang Tuyết nghe thấy tin này vẫn hít phải hít mạnh một hơi, mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Mộc. "Ngươi không đùa chứ?" Hàn Giang Tuyết khiếp sợ hỏi. "Không đùa, đây thật sự là bản đồ di tích Thương Long Tông." "Từ đâu ra?" Đứng hỏi hỏi thì chỉ có đáp án người khác đưa trần mộc thản nhiên nói ánh mắt ba cô gái trở nên nóng rực cơ thể không nhịn được mà run rẩy do kích động thương long tông chính là tông cổ nghìn năm căn cơ hùng hậu không biết ẩn giấu bao nhiêu bảo vật họ nào ngờ trần mộc còn lấy được bản đồ của nó dù sao thì ta cũng muốn đi các vị thì sao dám theo không trần mộc nhìn mấy người hàn giang tuyết trong di tích thương long tông nguy hiểm trùng trùng dù là ai thì cũng không thể đảm bảo là ở đó không có gì đáng sợ, dù là cường giả vạn pháp thì vẫn có thể ngã xuống tại đó. Đánh là một ván bài lớn, tiền cược là mạng sống của bản thân. Đùa à, sao có thể không đi chứ? Đây là di tích thương long tông đó, nếu thật sự lấy được chút tài nguyên tu luyện thì thực lực có thể một bước lên mây, Hàn Giang Tuyết nói. Trinh Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan cùng liếc nhau, họ thấy sự kiên định trong mắt đối phương, trầm giọng nói, đi dù không biết trong di tích này cất chứa bảo vật gì nhưng cổ tông nghìn năm sức hấp dẫn quá lớn ba cô gái không thể bỏ qua cơ hội này trần mộc cười khẽ một tiếng tốt sáng sớm mai chúng ta khởi hành vào đêm phủ thành chủ một thiếu nữ xinh đẹp ngũ quan tinh xảo đang cuộn tròn cơ thể run rẩy trốn ở góc giường đôi mắt đỏ au do khóc nước mắt yếu đuối không ngừng rơi gương mặt lộ ra sự sợ hãi thành chủ người tha cho ta đi ta xin người tha cho ta đi Thiếu nữ khóc lóc, âm thanh run rẩy yếu ớt tuyệt vọng, không chỉ không làm người thương hại mà còn làm dục vọng trong lòng người bành trướng. Trước mặt nàng ta là một gã đàn ông trung niên mập mạp, vẻ mặt hèn hạ bỉ ổi, không ngừng đánh giá cơ thể xinh đẹp kia, trong mắt là tia tham lam. "Tiểu mỹ nhân, ta tới rồi." Gã ta nhào nhanh tới, không ngừng lột quần áo của cô gái. Thiếu nữ liều mạng phản kháng nhưng sức nàng ta không thể địch nổi gã đàn ông, chốc lát sau, quần áo đã bị xé tan tành nhưng mà khi gã đàn ông đang hào hứng thì cửa bỗng bị đá bung ra ai gã đàn ông trung niên lập tức dùng ánh mắt sắc bén liếc sang kha kha đường đường là cường giả thần tàng mà đắm mình trong quyền sắc xem ra ngươi càng sống càng thụt lùi giọng nói làm người sởn gai óc vang lên tiếp theo ba bóng người mặc áo đen tiến tới sự xuất hiện của họ khiến không khí như giảm đi chục độ sự âm trầm khiến người ta không rét mà run hoàng đại nhân người đàn ông trung niên lộ ra nụ cười nịnh nọt người đàn ông mặc áo đen dẫn đầu tỏ vẻ chán ghét tung cước đá bay gã đàn ông trung niên gã đàn ông trung niên bị đau ngực nhói không ngừng nhe răng trợn mắt nhưng lại không dám nói gì mà vẫn chỉ tươi cười không dám đắc tội đối phương thấy thành chủ vừa rồi còn oai phong giờ đã bị đánh như con chó chết mặt còn tỏ ra nịnh nọt thiếu nữ trên giường ngẩn ngơ vô thức dương mắt nhưng nào ngờ hành động này suýt khiến nàng ta bị sợ tới chết ánh đèn chiếu xuống sắc mặt ba người tái mét như mặt người chết gương mặt gầy tới mức gần như không thấy chút thịt nào, như thể chỉ có làn da bọc lấy xương mà thôi, gương mặt dài ngoàng đen như than trì, mặt hõm sâu, tử khí đen nhánh quang quẩn không tan. Chỉ cái liếc mắt này thôi đã khiến thiếu nữ cảm thấy mình như rơi vào hầm băng, cảm giác ớn lạnh từ trái tim lan tràn xuống tận chân. Nếu không phải thấy ba người còn hành động và nói năng, thì nàng ta tưởng họ đã chết rồi. Ba người đi tới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô gái không mảnh vải che thân, trong mắt không dục vọng, ngón tay vươn ra đâm thủng cổ họng nàng ta. Thiếu nữ trợn to mắt, đến khi chết thì sự sợ hãi vẫn chiếm lấy đôi mắt kia. Quyền sắc chỉ ăn mòn ý chí con người. Người áo đen lạnh lùng nói. Tiếp theo ba người ngồi trên giường, còn người vốn là thành chủ thì vội vàng bỏ tới. Hoàng đại nhân, ta sai rồi, sau này ta không dám nữa. La thành chủ, ngươi đừng quên chức thành chủ này là do ai ban cho. Người áo đen dẫn đầu nói ra. Không quên, không quên đâu ạ. À tất cả đều do thiên ma cung ban cho, không có thiên ma cung thì không có La Thành chủ ta hôm nay, La Thành chủ cười hùa. Vậy là tốt, lão tông chủ đã dặn chuyện gì trước đó, ngươi làm tới đâu rồi?" người áo đen hỏi ra. "Xử lý ổn thỏa rồi ạ." À. La Thành chủ vội lấy một cuộn da cừu ra từ trong ngực, đưa cho người áo đen, "Lão tông chủ dặn phải để ý dị động quanh Long Thành, ta không dám lơ là." Trước đó bình nguyên thiên khôi phía đông có dị tượng, ta đã phái nhiều ám vệ tới đó, lão tông chủ đúng là phán đoán như thần di tích thương long tông sắp bị vỡ hàng rào không gian ta nghĩ không quá ba ngày di tích chắc chắn sẽ xuất thế đây là địa hình mà ta đã sai người điều tra vẽ lại hoàng đại nhân người chưa biết đâu vì tấm bản đồ này chúng ta đã tổn thất nặng nề ít nhất đã có ba vạn ám vệ đã chết trong không gian hỗn loạn kia đương nhiên đây đều là vì kế hoạch của thiên ma cung vì sự mưu lược và thống trị vĩ đại tất cả đều không đáng kể người đàn ông áo đen bỏ qua lời bán thảm và bày tỏ sự trung thành của thành chủ cười lạnh rồi nhận lấy cuộn gia cừu, mở ra xem, xác định bên trên có ghi chép kỹ càng thì mới hài lòng gật đầu. Tuy ngươi ngu xuẩn nhưng ngươi thật sự trung thành đó, cũng không tệ lắm, người đàn ông trung niên cười nói. La Thành Chủ nghe được những lời này thì lộ ra vẻ mặt mừng như điên, vội nói, vâng vâng, ta luôn trung thành và tận tụy vì thiên ma cung. Ừ, người áo đen gật đầu, cất cuộn gia cửu. Nhưng khi hắn ta định đứng lên thì một giọng nói lạnh như băng truyền tới từ cửa, không ngờ thiên ma cung sừng ba nam châu năm đó bây giờ lại lén lút thậm thụt thế này. Người áo đen nhíu mày, nâng mắt nhìn chầm chầm về phía cửa, một người phụ nữ trung niên đang đứng đó, khóe miệng cong lên nụ cười chế nhạo. Mai Trường Lâm, người áo đen có chút kinh ngạc. Người phụ nữ trung niên này là một trong ba đại tông sư kiếm đạo nổi tiếng nhất Ninh Quốc. Người áo đen lộ ra ánh mắt lạnh lùng, sao? Khuya khuất tới đây thăm dò, kiếm vũ các Ninh Quốc các ngươi có gì muốn chỉ bảo à? Ngoài cửa, Mai Trường Lâm khẽ đánh mắt nhìn xuống, miệng nở một nụ cười khôi hài rồi bước vào trong phòng. Thành chủ La Thành chợt lộ rõ vẻ kinh hãi, từ khi nào mà phủ thành chủ của ông ta lại để nhiều người âm thầm lặng nhẽ đột nhập vào như vậy chứ? Người đàn ông trung niên mặc áo dài đen lại không lấy làm ngạc nhiên, Mai Trường Lâm là một trong ba bậc thầy kiếm đạo của Ninh Quốc, sao lại bỏ qua mấy chiêu thức còn con này cho được? Bậc thầy Mai có chuyện gì sao? Người đàn ông mặc áo dài đen cười nói, vẻ mặt không chút lo lắng, vô cùng điềm tĩnh. Lẽ nào không có chuyện gì thì không thể đến đây ngồi sao? Mai Trường Lâm cười nói. Người đàn ông mặc áo dài đen bĩu môi đáp, chỗ ta chẳng có thức trà ngon nào để tiếp đón ngươi được cả, có chuyện gì thì cứ vào thẳng vấn đề đi. Mai Trường Lâm cũng không nhiều lời nữa, đi thẳng vào vấn đề chính luôn, bọn ta rất có hứng thú với di vật thương long tông của các ngươi, hai bên có thể tiến tới hợp tác được không? Hợp tác sao? Người đàn ông mặc áo dài đen nở một nụ cười đầy nham hiểm, đôi mắt tràn ngập ám khí chớp chóc đáng sợ, mang theo ý khinh thường và chế giễu. Nếu là kiếm vũ các của trước đây, có lẽ còn đủ tư cách hợp tác với Thiên Ma cung nhưng giờ thì kiếm vũ các các ngươi bị một tên nhãi sát hại tới nước này rồi. Kiếm vũ các trăm năm tuổi giờ chẳng qua chỉ là có tiếng mà không có miếng, vậy mà xứng để hợp tác với Thiên Ma cung bọn ta sao? Nghe vậy, vẻ mặt của Mai Trường Lâm bất giác trở nên nghiêm nghị. Đối phương đã buông những lời cay đắng nhục mạ, trà đạp lên kiếm vũ các, chẳng khác nào đang vào thẳng vào mặt đám người bọn họ cả. Nhưng có một sự thật bà ta khó lòng phản bác đó là trước đây, Trần Mộc đã từng rớt trước các anh tài của kiếm vũ các. Mai Trường Lâm cũng không bận tâm tới những lời chế nhạo đó nữa, xòe bàn tay ngọc ngà thanh thoát của mình ra. Và trong chốc lát có luồng ánh sáng sáng rực lên, tụ lại và hiện thành ấn ngọc tỷ to bằng bàn tay giữa lòng bàn tay bà ta. Ấn ngọc tỷ này được làm bằng ngọc nguyên chất, được điêu khắc các hoa văn rồng đỏ cổ xưa, nhìn giống hệt như một biểu tượng quyền lực tối cao. Ấn ngọc tỷ vừa xuất hiện đã phát ra ánh sáng chói mắt, cực kỳ rực rỡ chỉ trong nháy mắt đã chiếu sáng căn phòng hệt như ban ngày và ánh sáng này còn phát ra một tiếng gầm dữ tợn khiến người ta có cảm giác bị chấn áp khó tả cuồn cuộn giữa không gian cảm nhận được sự chấn áp này ba tên mặc áo dài đen nhau mắt lại sắc mặt của thành chủ họ la cũng tái mét quy dưới đất run lên bần bật sự chấn áp này đã thuộc cấp cao hơn cả cảnh giới vạn pháp rồi ngọc tỷ thương long sao tên cầm đầu đám người mặc áo dài đen thốt lên ở các quốc gia lớn Ấn Ngọc Tỷ tượng trưng cho quyền lực tối cao người nối ngôi vị sẽ có được Ấn Ngọc Tỷ và trở thành hoàng đế của quốc gia, không ai trong nước dám làm trái lệnh cả. Trong các môn phái cũng có loại Ấn Ngọc Tỷ tương tương tự, gọi là Ấn Ngọc Tỷ môn phái, người có được Ấn Ngọc Tỷ sẽ là chủ môn phái. Ấn Ngọc Tỷ mà Mai Trường Lâm đang nắm giữ trong tay chính là Ấn Ngọc Tỷ của Thương Long Tông. Chỉ là mấy tên mặc áo dài đen kia không ngờ được là Ấn Ngọc Tỷ Thương Long đã mất tích bấy lâu nay lại rơi vào tay kiếm vũ các của Ninh Quốc sâu trong ánh mắt của ba tên đàn ông mặc áo dài đen kia lộ rõ vẻ tham lam nhìn chằm chằm vào ấn ngọc tỷ thương long ngay cả hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp khó mà che giấu được sự hấp tập nóng vội trong lòng đây chính là chìa khóa để bước vào điện của chủ môn phái thương long tông đó thấy vẻ mặt này của ba tên đàn ông mặc áo dài đen mai trường lâm cười nói bây giờ thì sao hoàng đại nhân đã thấy kiếm vũ các của chúng ta đủ tư cách hợp tác với các ngươi chưa nền tảng của kiếm vũ các quả khiến bọn ta ngạc nhiên không ngờ là ấn ngọc tỷ mất tích bao lâu nay lại ở trong tay của các người. nhưng bậc thầy mai à, ngươi có thấy ngươi rêu dao khoác lác quá rồi không? không lẽ ngươi không biết đây là thứ đồ quý giá, không nên tùy tiện phô bày cho người khác thấy sao? người đàn ông trung niên mặc áo dài đen bật cười rồi liếm mép, một luồng sắc khí tỏa dần ra. hai tên mặc áo dài đen còn lại đứng bên cạnh cũng lộ rõ nỗi khao khát muốn chiếm đoạt. người bình thường vô tội, nhưng mang ngọc bích trong người thì có tội. lúc này trong phủ thành chủ bỗng tỏa ra một luồng sát khí nhưng lại không cuồn cuộn mà vô cùng bình thường. Cảm nhận được sát khí này, Mai Trường Lâm cũng không hề hoang mang, điềm tĩnh nói, Hoàng Đại Nhân đừng nóng vội chứ, không lẽ ngươi tưởng rằng ta không hề chuẩn bị gì mà xông vào phủ thành chủ các ngươi sao? Người đàn ông mặc áo dài đen cho mày, đôi mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm Mai Trường Lâm, không gian bỗng chốc trở lên vô cùng trang nghiêm và căng thẳng, nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng, lạnh đến ớn người. Mai Trường Lâm cũng không hề né tránh mà nhìn thẳng vào ông ta. Hai người lạnh lùng nhìn nhau ba giây. Hoàng Đại Nhân, đã lâu không gặp, ở bên ngoài cửa có tiếng gọi bí ẩn chậm rãi truyền tới, chỉ thấy luồng ánh sáng bị rẽ ra. Một bóng người mặc áo đen kín mít nghiêm nghị đang từng bước đi vào tầm nhìn của mọi người. Người đàn ông mặc áo dài đen vừa nhìn thấy người bí ẩn này, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng ngạc nhiên, không ngờ là cả người cũng tới làm sao linh tiêu tông chúng ta có thể bỏ lỡ được món di vật quý hiếm này của thương long tông đây người đàn ông bí ẩn kia bật cười gương mặt anh tú hiền hậu thoáng hiện vẻ lạnh lùng xem ra món di vật của thương long tông này sẽ khá thú vị đây người đàn ông mặc áo dài đen cười xào trá màn đêm đen tối dần bị một tia sáng rực xé đôi một ngày mới lại đến dưới ánh nắng mặt trời thành viên long cổ kính lại trở nên náo nhiệt thậm chí còn ồn áo náo nhiệt gấp 10 lần mấy ngày trước sở dĩ trở nên náo nhiệt được như vậy đương nhiên là vì sự xuất hiện của di vật ở thương long tông ở phía đông xa xăm của thành viên long tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được linh khí cổ kính đầy áp bụi trần nhiều năm đang không ngừng lan tỏa ra tạo thành một dòng sóng cuồn cuộn ùa ra khắp đất trời dù ở rất xa nhưng tất cả các kẻ võ đạo trong thành viên long đều có thể cảm nhận thấy rõ rệt ngay lập tức ánh mắt cũng lộ rõ ý chí sục sôi khó cưỡng thương long tông là một môn phái cổ kính ngàn năm tuổi bên trong ẩn giấu vô số các bảo vật quý giá Đừng nói là kẻ mạnh của cảnh giới thần tàng, ngay cả cảnh giới vạn pháp cũng tới đây, tất cả đều rất nóng lòng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này. Trong khu trọ, đám người Trần Mộc đã sớm thức giấc, bọn họ cũng cảm nhận rõ được không khí náo nhiệt xung quanh, nên không chần chừ thêm nữa, vội vã thu dọn hành lý và rời khỏi khu trọ. Trên con đường chính của thành Viên Long, người qua kẻ lại vô cùng tấp nập, có thể thấy rõ những kẻ võ đạo này đều là các thiên tài tinh anh thậm chí còn có rất nhiều thế lực lớn và các gia tộc lớn có tiếng trong giới linh tiêu tông chỉ một di vật của thương long tông này đã thu hút biết bao người trong giới võ đạo e là tới lúc đó không tránh được các cuộc tàn sát lẫn nhau trình vũ hiên nghiêm mặt nói chỉ tính riêng những kẻ mạnh trong giới võ đạo trong thành viên long cũng đã hơn 10.000 người rồi chưa kể đến những người khác bên ngoài thành chắc chắn số lượng sẽ rất đông đảo đến lúc đó chắc chắn sẽ không tránh khỏi cảnh bạo loạn người nghĩ quá rồi bọn họ cùng lắm cũng chỉ làm bia đỡ đạn thôi Trần Mộc lắc đầu, lạnh lùng nói. Thương Long Tông là một môn phái cổ xưa có lịch sử nghìn năm, nếu những kẻ tinh anh tầm thường kia không có năng lực và kinh nghiệm thì chỉ đáng làm bia đỡ đạn thôi. Chúng ta đi thôi, Trần Mộc xua tay, rồi đi về phía thành viên Long. Này chàng thanh niên, xin dừng bước. Lúc này, một người bán hàng rong mặt gầy quắt đứng chặn trước mặt Trần Mộc, rút một cuộn giấy từ trong lòng ra, khẽ nói, mua bản đồ không. Đây là bản đồ duy vật của Thương Long Tông đây, nếu là người thường thì ta sẽ không bao giờ bật mí điều này đâu. Bản đồ di vật của Thương Long Tông sao? Trần Mộc mỉm cười, nếu có tấm bản đồ như này thật thì người bán hàng rong này đời nào vẫn còn ở đây bán nữa, chắc chắn sẽ bị rớt từ lâu rồi. Bao nhiêu tiền? Trần Mộc lạnh lùng hỏi. Thấy vậy, người bán hàng rong chợt phấn khích, vội vàng đáp, 2.200 tệ, đảm bảo là bản đồ gia truyền thật. Thứ này mà cũng được gia truyền á, Trần Mộc cười nói. Đương nhiên, Tổ tiên trước đời ông cha ta là một kẻ mạnh, là đệ tử thân truyền của Thương Long Tông, chẳng qua đến đời tôi thì xa suốt thôi, người bán hàng rong đáp. Như vậy thì chẳng phải là ta lời ngươi lỗ sao, như thế thì không được, 3.200 tệ, bán không, Trần Mộc hỏi. Bán chứ, 3.200 tệ đương nhiên là bán rồi, người bán hàng rong nghe xong ngay lập tức phấn khởi, Trần Mộc làm vậy chẳng phải là vung tay quá chớn rồi sao. 3.200 tệ đắt quá, xin cáo tử, Trần Mộc chấp tay, quay người rời bước, không ở lại đó thêm một phút giây nào nữa. Người bán hàng rong sững người chốc lát rồi mới định thần lại, tức giận đến mặt đỏ tía tai. Đã không có tiền lại còn đòi trả giá 3.200 tệ. Đồ khón kiếp. Đây chẳng phải đang chơi đùa người ta sao. Phi phò, Hàn Giang Tuyết và Trình Vũ Hiên bị trò của Trần Mộc chọc cho cười phá lên. Nhóc con, rõ ràng là không mua mà lại còn bày trò bịp bộng với người ta, đúng là thất đức mà người bán hàng rong trừng mắt nhìn chằm chằm về phía trần mộc miệng lẩm bẩm chửi bới sau đó lại ngước nhìn thấy các đám thanh niên phi thường khác đang đi tới bèn lập tức nở nụ cười đon đả nguyên đón chặn lại chàng thanh niên anh hùng mua bản đồ không đây là bản đồ di vật của thương long tông ta đảm bảo hừng người bán hàng rong còn chưa dứt lời thì một tia sáng sáng lóe lên một nhát kiếm bổ phát xuống đầu người bán hàng rong bay lìa khỏi xác máu tươi phun tung tóe một mùi tanh nồng tỏa ra cái quái gì vậy lại còn bán bản đồ, thú vị lắm à. Chàng thanh niên tuấn tú nhếch mép cười lạnh lùng, nhặt lên một cuộn giấy da dê, mở ra nhìn qua một cái rồi xé tan ngay lập tức. Cảnh tượng này ngay lập tức khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn, rồi những tiếng hô đầy nỗi kiêng rẻ bắt đầu vang lên. Đó là gia tộc họ Dương, một trong ba đại gia tộc võ đạo đó sao? Quả đúng là bọn họ, không ngờ là bọn họ cũng tới thành viên long này góp vui. Nghe xong mấy tiếng bàn tán rè rặt này, gương mặt chàng thanh niên anh tú lộ rõ vẻ ngạo mạn hệt như những lời này là lời tán thưởng dành cho hắn ta vậy đám người trần mộc ở phía trước đang định rời đi vừa nghe thấy mấy tiếng này cũng không kìm được mà quay đầu lại nhìn rồi đánh mắt nhìn xuống xác của người bán hàng rong dưới đất người bán hàng rong một giây trước vẫn còn bị hắn trêu đùa vậy mà một giây sau đã đầu lìa khỏi cổ rồi trần mộc không khỏi cho mày lập tức ngước mắt lên nhìn về phía chàng thanh niên đang khoái chí đắc ý kia